Cho nên trong cuộc sống chúng ta không ai không có bổn phận, và không ai vì không vì thấy bổn phận cho nên sự hy sinh mà không cần tuyên bố, nhưng mà thật sự đó là sự hy sinh. Mà có thể người đó không cần phải tuyên bố tôi hy sinh, nhưng mà chúng ta nhận diện đó là sự hy sinh. Để làm gì? Để chúng ta trân trọng tất cả những gì người đó làm. Có thể người đó không cần ai biết đến. Mà cái gần gũi nhất là cha mẹ hy sinh cho con. Quý vị thấy, nghiệm lại có phải không? Cha mẹ hy sinh cho mình hy sinh cho con cái. Có nhiều vị đâu có muốn ra nước ngoài ở đâu, nhưng mà vì tương lai con cái, phải ra nước ngoài để con cái có được một cái cơ hội học hỏi và vươn lên. Chứ tuổi già rồi ở trong nước sướng hơn, nhưng mà vì con, anh em đã bảo lãnh nhau, bảo lãnh cả gia đình, thôi mình đi hội nhập vào một cái đời sống mới. Tiếng tâm không biết, có chân mà đi đâu cũng không được, có mắt mà nhìn gì cũng không biết, có tai mà không hiểu họ nói gì. Thành thử cũng như là người què, người đuôi, người điếc. Khi mà qua tới đây rồi, chữ biết mình không biết chữ. Họ nói thì họ nghe, mình cứ quơ quơ vậy đó. Nói chung là đó là hy sinh. Anh cũng có thể hy sinh cho em, nhưng mà tại vì mình nghĩ rằng hy sinh là cái gì nó lớn, thiệt là lớn, cho nên mình quên những cái chuyện rất nhỏ trong đời sống hàng ngày. Mà thường thường mà giận nhau là giận từ cái lớn hay giận từ cái nhỏ? Nó gom cái nhỏ là nó giận. Hôm trước nói một câu là tôi bỏ qua rồi, hôm nay nói nữa đó. Thành thử ra sở dĩ mình giận nhau là vì mình cứ để tâm để ý những cái lặt vặt đó, nó mới ra cái chuyện lớn. Thế thì chúng ta nếu mà với cái sự tu tập chánh niệm thì chúng ta thấy rằng trong cuộc sống này cái nhỏ vậy chứ nó có vỏ. Nếu chúng ta có chánh niệm, có thực tập, thì chính cái nhỏ nhỏ này sẽ duy trì bao nhiêu tình thương, tình cảm trong cuộc sống. Vợ nấu ăn, chồng ra phụ dọn chén, chuyện nhỏ thôi, nhưng mà tự nhiên nó làm cái hạnh, nó làm cái hình ảnh đẹp trong không khí gia đình. Con nó thấy cha mình phụ mẹ, có thể một hai lần nó thờ ơ, rồi mình có thể nhắc con thấy ba ra phụ mẹ không, con ra phụ ba, là con không thấy ba ra phụ mẹ, con ra phụ mẹ. Nhiều khi nhỏ nhỏ vậy đó, trong cuộc sống mà nó là cái hình ảnh đẹp vô cùng trong tim con cháu. Có thể mai mốt mình mất đi, nhưng mà nhắc tới ba, I have a great dad, he always beside my mom and give my mom my help. Khi nhắc tới ba, nó có biết bao nhiêu cái đẹp của ba nó nói, mà chuyện nhỏ nhỏ vậy. Nhiều khi ba ngồi ăn cơm, coi ăn không hết, ba xớt ba ăn chứ ba không kêu bỏ thùng rác. Thật sự ra chuyện nhỏ thôi, nhưng mà mình dạy cho con bài học là không phí thức ăn, mà mai bố có thể nó sống như vậy với con đó. My dad always eat my left food, the food that I left over. Và nó sẽ sống như vậy với con cái nó. Cho nên sự truyền dạy đôi lúc không bằng chữ nghĩa, mà bằng cái cách sống mỗi ngày của chúng ta. Vì sao mà có làm được việc đó? Chánh niệm. Chánh niệm là gì? Là chúng ta nhớ nghĩ chân chánh, để tâm ý trong mỗi giây phút cuộc sống. Mà chúng ta sống được như vậy thì thật sự rất đẹp. Hy sinh mà không có gì để hy sinh. Và chúng ta chỉ thấy rằng đó là cái cách sống của chúng ta. Nhưng mà người khác, người ta thấy mình có hy sinh trong đó. Cho nên quý vị thấy gần gũi nhất là cha mẹ hy sinh cho con cái. Rồi đôi khi trong gia đình có những đứa con rất dễ thương, hy sinh rất nhiều cho cha mẹ. Nhưng mà đôi khi mình không có nhận diện những cái hy sinh đó thì mình có thể làm buồn con.
mình quá nhiều những cái đòi hỏi làm cho con cái khổ đau, khó chịu. Làm sao mẹ cũng không ưng ý, làm sao mẹ cũng không vừa lòng. Cho nên một người thì đối tốt, nhưng một chúng ta phải có chánh niệm, biết nhận diện và tiếp nhận tất cả những gì chúng ta được có. Thứ tư vừa rồi ở bên Perth, thì thành phố Hòa có nói một cái việc, Phật có dạy trong kinh một cái câu: nếu ai đối xử với mình như thế nào, phải như vậy mà tác chứng. Nghĩa là ai làm gì cho mình cũng phải nên như vậy mà chứng nhận vui vẻ. Mình đòi hỏi nhiều là mình khổ, mà mình biết nhận diện những gì người ta làm là ngay giây phút đó mình hạnh phúc. Và có đôi khi người ta đối xử vậy xong, người ta nói: tôi thấy tôi lo cho anh chị chưa đủ, người ta ráng nữa. Còn mình đòi hỏi hay ghét không thèm làm. Còn nếu mình cái gì mình cũng nhận hết thì người ta cảm thấy sao? Dễ thương quá, ta hết lòng ta làm tiếp. Không tin bữa nào làm thử này. Đừng có đòi gì chứ, ai hỏi gì cũng đưa, ok hết. Rồi mai mốt người ta thấy mình không đòi mà ta tự dân. Còn mình đòi nhiều chừng nào, mình hỏi nhiều nào, dẹp không có đòi hỏi gì hết. Ở trong cuộc sống của chúng ta, sự hy sinh. Nhiều khi mình thấy một cái việc, mình thấy một cái việc là nó rất nhỏ vậy đó, nhưng mà ở trong cuộc sống này, nếu không có những cái người hy sinh như vậy, chúng ta không có mình đâu. Mới có nói cha mẹ nha, vợ chồng, con cái, gia đình, bà con quyến thuộc hy sinh cho nhau. Rồi bây giờ mình nói tới thầy tổ. Một thầy giáo mà có lòng với học sinh, thầy giáo đã hy sinh rất nhiều thời gian để mà giáo dưỡng một người học trò. Ở trong đạo cũng vậy, một cái người thầy mà nhận một người đệ tử, nó khác lắm. Vì mình nhận người đệ tử đó giống như mình có một người con, và mình thương yêu người đệ tử đó như là con của mình. Và cái cách mình chăm sóc người đệ tử đó, từ miếng cơm, miếng áo, sự học hành, sự dạy dỗ, sự nhắc nhở mỗi ngày, để cho người đệ tử đó trở thành một bậc rương cột trong đạo Pháp. Cho nên một người thầy mà nhận người đệ tử không phải như một cái hệ thống, nơi vô đây nó phải làm cái này, cái 1, 2, 3, 4 vậy rồi phát lương hay thế này. Không. Người đệ tử, người thầy phải thương người đệ tử như chính con ruột của mình. Chăm sóc từ cái áo, từ miếng ăn, từ giấc ngủ, nhắc nhở từng cái bước đi, từng cử chỉ. Dạy giống như mình dạy người con của mình vậy. Dạy quét nhà, dạy rửa chén, dạy xếp quần áo. Ngoài chuyện dạy kinh sách, ngoài chuyện dạy kinh điển, còn dạy những cái lặt vặt trong đời sống. Bưng một ly nước cho khách phải như thế nào, quý tôn đức đến chùa con phải làm sao, vân vân. Để chi? Để mai mốt mình không còn, thì người đó tiến lên là một bậc thầy mà có được những cái hạnh đức đó. Mai chiều người đệ tử đó có thể không còn tu, nhưng cái hình ảnh thầy mình sát bên mình, dạy cho mình từng cử chỉ không mất. Rồi họ cũng sống được cái đẹp đó. Họ nói hồi đó thầy tôi dạy đó. Cho nên ở trong gia đình thì chúng ta hy sinh con cho cha mẹ, cha mẹ cho con. Ví dụ trong kinh Du Lan vậy đó: ước mẹ nằm khô ráo phần con, thứ sáu xuống nước nhai cơm, miễn con no ấm chẳng nhờn chẳng ghế. Điều thứ bảy không chê ô uế, giặt đồ dơ của trẻ không phiền. Thứ tám chẳng nỡ chia riêng, nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo.
Điều thứ 9, miễn con sung sướng, dầu phải mang nghiệp chướng cũng cam. Tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Điều thứ 10, chẳng ham trao chuốt, dành cho con các cuộc thanh nhàn. Thương con như ngọc như vàng, ơn cha nghĩa mẹ sánh bằng Thái Sơn. Rồi chưa nói là trong khi mình ở trong bụng mẹ, điều thứ nhất là giữ gìn tha giáo, 10 tháng trường chu đáo mọi bề. Thứ hai, sanh đẻ gớm ghê, chịu đau chịu khổ mỏi mê trăm phần. Điều thứ ba, thâm ân nuôi dưỡng, cực đến đâu bền vững chẳng lai. Thứ tư, ăn đắng nuốt cay để dành mùi ngọt đủ đầy cho con. Đó là 10 cái ân đức của cha mẹ. Đó là mình trong cuộc sống mà có bao giờ mẹ tuyên bố tôi hy sinh cho con tôi không? Không. Tại vì cái đó là tình thương đương nhiên vậy đó. Mẹ là thương con, không cần đặt vấn đề. Nhưng với cái nhìn của chúng ta, chúng ta thấy được sự hy sinh của người đó. Vì cái sự, nếu mà người đó hy sinh mà tuyên bố hy sinh thì đâu còn là hy sinh. Và cái đó là khoe khoang hay là tính công. Cho cái người làm người ta không nói, nhưng mình sống, mình có trái tim, mình có cặp mắt, mình nhìn nhận cái đó. Để làm gì? Để mình biết trân quý, không chê bai, mà chúng ta còn nương vào cái đó để chúng ta sống, làm đẹp mình và trân trọng những gì người đó làm. Cho nên nó hay vô cùng. Và cái đó gọi là gì? Cái sống của chánh niệm. Khi chúng ta có chánh niệm thì chúng ta nhận hết tất cả những cái đó. Đó là mình nói thầy hy sinh cho đệ tử. Quý vị biết là trong Phật giáo Việt Nam có nhiều vị tổ, nhiều vị trưởng lão hòa thượng hy sinh rất nhiều cho đạo Phật Việt Nam. Ví dụ như quý vị nào có cơ hội đọc những cái tài liệu mà nói về sự chấn hưng Phật giáo Việt Nam khoảng 1920 đổ về sau, mà người tiêu biểu ở trong miền Nam đó là hòa thượng, đó là Tổ Khánh Hòa ở Bến Tre. Và ngài nói một câu: đạo Phật sẽ suy tàn nếu hàng tăng lữ thất học. Cho nên ngài đi khắp miền Nam vận động chư tổ, chư hòa thượng thời đó để cùng nhau mở trường Phật học, tiếp độ chư tăng để hướng dẫn chư tăng có sự học hành. Và lúc đó ngài là người đề xướng cái tờ báo của Phật giáo thời đó là tờ Pháp Âm, mời các vị học giả viết bài để cho mọi người được nghiên cứu, học hỏi, hiểu biết về đạo Phật. Giống như con cái mà không biết gì về cha mẹ thì cái gia đình nó suy thoái. Thì một người mà không hiểu biết gì về cái đạo của mình đang tín ngưỡng đi theo thì cũng không được. Người ta có thể chê trách, phê bình mà mình đứng chẳng nói gì được, vì mình có biết gì về đó đâu nói. Ví dụ bây giờ Phật tử Việt Nam á, mà không biết tại sao mình phải có cái bàn thờ tổ tiên, thì cái người mà người ta không hiểu biết đó, đó người ta cố tình người ta xuyên tạc là mình nín thinh, mình thấy người ta nói đúng. Vì mình không biết được cái ý nghĩa cái bàn thờ tổ tiên để làm gì. Và người ta bắt đầu xuyên tạc. Đấy, để mấy cái hình này nè, là ma nó dựa vô đây. Ai mà ngồi trên bàn đó mà thờ và cúng, quá trời mê tín, mình thấy đúng chứ? Tại mình đâu có biết cái gì đâu. Mình không biết thì làm sao mà mình cứ làm thôi, thì rõ ràng là mê tín rồi. Tín mà không hiểu thì gọi là mê. Cho nên là mê tín. Tín làm mà không hiểu thì gọi là mê tín. Cho nên mình phải có bổn phận hiểu được tại sao chúng ta thờ Phật, tại sao chúng ta có bàn thờ ông bà,
Tại sao chúng ta phải để bình hoa trái cây trên bàn thờ mà các tổ đã làm, đã hướng dẫn cái điều đó? Các trường Phật học được mở ra, cho nên đó là sự hy sinh của các tổ. Trong đó có tổ Khánh Hòa, tổ Khánh Anh, tổ Huệ Quang, mà người tuyên phong đầu tiên đó là tổ Khánh Hòa ở Bến Tre. Mình đọc những cái tài liệu đó để mình thấy được những cái đạo hạnh, những đức hy sinh của tiền bối. Để rồi làm gì? Mình cũng học hỏi theo người xưa. Nếu mình không có đại hy sinh thì cũng có tiểu hy sinh. Chứ còn nếu mình sống đời này mình không hy sinh thì chuyện gì nó ra lẽ. Cho nên việc gì cũng có người hy sinh. Ví dụ như trong cái ngành Hoằng Pháp á, các thầy giảng sư Hoằng Pháp á, là nương theo cái hạnh của Ngài Phú Lâu Na. Tại vì trong 10 người đệ tử lớn của Đức Phật, thưa đại chúng, Đức Phật có rất nhiều vị đệ tử đặc sắc, nhiều lắm. Nhưng mà có 10 vị được chọn, trong đó có Ngài Phú Lâu Na là người thuyết pháp bậc nhất. Và có lần Ngài đi về cái làng đánh cá để Ngài thuyết pháp, và Đức Phật biết rằng cái làng đánh cá đó dân họ dữ lắm, cho nên trước khi Ngài Phú Lâu Na đi là Đức Phật cảnh cáo trước: thầy Phú Lâu Na, thầy biết hôm nay thầy đi về cái vùng đó dân đánh cá nó dữ lắm không? Nó dạ con biết. Mà thầy biết không, lỡ mà thầy thuyết pháp mà họ không nghe, mà họ lấy cây, lấy gậy họ đánh thầy thì làm sao? Nói dạ bạch Đức Thế Tôn, họ có đánh con thấy họ cũng hiền, tại họ mới đánh con bằng cây chứ họ chưa lấy dao, họ chém con, họ đâm con. Rồi nói lỡ mà họ lấy, nghĩa là dao gậy hay là họ hành hung thầy làm sao? Nói dạ bạch Đức Thế Tôn, nếu mà mình chết cho chánh pháp thì sự hy sinh đó cũng đó. Đức Phật nói vậy là thầy có đủ khả năng và bản lãnh đi về cái vùng đó. Cho nên là các thầy trong ngành Hoằng Pháp đó, thờ tổ Phú Lâu Na như tổ trong ngành Hoằng Pháp vậy. Cũng giống như cải lương mà thờ tổ cải lương vậy đó. Hay là các chư ni thờ Ngạ Nan như tổ của chư ni vậy đó. Tại vì nhờ Ngạ Nan mà chư ni mới được đi xuất gia. Cho nên có một số chùa ni tạc tượng hình, vẽ hình Ngạ Nan để mà tưởng niệm tri ân. Hay là ngày xưa mà kế mẫu của Đức Phật là bà Mahabasabade, chúng ta thường gọi là Kiều Đàm Di Mẫu, không hy sinh để mà xin Đức Phật nhận cho người nữ đi tu. Và lúc đó Đức Phật không nhận, bà cùng 500 cô trong hoàng cung đi bộ đến tịnh xá bằng chân không. Lẽ ra là quý phi không mà phải đi bằng giày chứ, tại sao vậy? Mà vậy là muốn chứng minh cho Đức Thế Tôn biết rằng Đức Thế Tôn và tăng đoàn đầu đội trời chân đạp đất thì chúng con đây cũng sẽ làm được điều đó. Cho nên đi bộ từ kinh thành tới cái nơi đó chân chảy máu. Ngạ Nan đi xa về thấy Ngài Kiều Đàm Di Mẫu và các 500 vị đứng khóc, chân thì chảy máu mà khóc ở ngoài nắng như vậy. Di Mẫu đi đâu đây giờ này? Chúng tôi đến xin Đức Thế Tôn đi tu mà Đức Thế Tôn không cho. Đức Thế Tôn nói mấy bà mà vô chùa là chùa mệt lắm, xin 5 lần 7 lượt Ngạ Nan vô xin. Cuối cùng Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Một Kiền Liên vô. Đức Phật mới nói tôi đâu phải không muốn đâu, nhưng mà phải suy nghĩ kỹ lắm đó. Rồi cuối cùng các ngài mới nghĩ ra được cái cách nào cho vẹn toàn, không đi ngược lại với cái phong tục thời đó là coi thường người nữ. Thật ra
Đức Phật lúc đó nhận các vị nữ là một khó khăn cho Đức Phật. Vì cái thời đó người nữ không có giá trị. Mà nếu đưa họ vô trong một cái tăng đoàn mà tu tập để trở thành những cái người mà ngang bằng với các vị nam là một cái sự cách mạng thay đổi lớn. Đức Phật phải suy nghĩ thật kỹ cách nào vẹn toàn, vừa bảo hộ được cho người nữ tu mà vừa không bị họ chỉ trích. Chứ Đức Phật không phải không thương mình. Và đồng thời người đầu tiên xin Phật đi tu thời đó là một bà hoàng hậu đương kim, là một người được mệnh danh là kế mẫu của Đức Thế Tôn. Mà nếu Đức Thế Tôn nhận một cách dễ dàng như vậy, người ta có thể dị nghị và cũng không làm cho bà tu được giỏi, vì bà nghĩ rằng ta đây là hoàng hậu đi tu. Cho nên Đức Phật rất là sâu sắc, nghĩ rất kỹ và nhiều chiều, chứ không phải như cái nhìn của chúng ta bây giờ thấy vậy cái nói Đức Phật kỳ thị. Nhưng mình hiểu được cái bối cảnh lúc đó, tâm tình của Đức Phật, thì mình sẽ thương Phật. Và các vị nữ mà ngày nay được đi tu phải thấy được cái tâm tình đó thì thương Phật và tu phải giỏi như vậy để đền cái ơn của Phật là tiếp nhận mình vào tu. Ví dụ vậy. Cho nên Đức Phật á, mình nói ngay cái Đức Phật cũng là người hy sinh rồi đó. Một thái tử mà bỏ cả hoàng cung là hy sinh rồi chứ gì nữa. Rồi cởi áo thái tử mà để đổi chiếc áo cà sa là hy sinh rồi gì nữa. Ăn uống ở trong hoàng cung ngon lành quá mà không chịu mà đòi đi buffet ngoài đường. Đức Phật là người là chế ra buffet đầu tiên đó. Ngài ôm cái bát ngài đi, rồi ai thích gì bỏ vô cho ngài. Cho bây giờ mình cầm cái dĩa mà đi tự self service là mình đã bắt chước Phật. Phật là người create cái style buffet. Và bây giờ là các người ta modern, người ta cạo đầu. Phật modern trước. Cũng giống như quý vị nhìn một vị tướng lãnh thời nhà Lê, ngài Lê Lai đã hy sinh cứu Chúa, phải không? Mình là người Việt là ai cũng biết câu chuyện Lê Lai cứu Chúa. Tại vì lúc mà bị quân giặc đánh mà dồn vô thế kẹt rồi, Đức vua Lê Lợi mới nói trong các khanh đây ai là người dám hy sinh thế trọng đánh lừa quân giặc. Im lặng hết. Lúc đó chỉ có tướng Lê Lai hạ thần xin thay thế, lấy áo của vua mặc vào dụ quân địch đi để cứu vua. Còn hy sinh chứ gì nữa. Bà Trưng, bà Triệu hy sinh chứ gì nữa. Các anh hùng của dân tộc thời nào cũng có. Và ngay cả công chúa Huyền Trân, con của vua Trần Nhân Tông, cũng hy sinh để lấy vua Chàm, ban giao giữa nước Việt với Chàm thời đó. Cho nên từ ở trong đất nước những anh hùng dân tộc đi vào, họ đi vào trong đạo, và quý vị sẽ thấy là cái đức hy sinh nó tràn ngập trong cuộc sống này. Và khi chúng ta có chánh niệm nhận diện được đức hy sinh của mỗi người xung quanh mình, thì chúng ta biết chấp tay trân trọng hơn tất cả những gì mà người khác làm cho mình, và không có phàn nàn, và chỉ thấy rằng đó là sự đúng, sự hy sinh. Chẳng những không phàn nàn mà chúng ta còn mở tâm gì nữa, chấp nhận, hoan hỷ tất cả những gì người khác làm cho mình. Có một ví dụ, người ta hy sinh, người ta nấu cho mình một nồi chè sơ nước. Mà quý vị nấu chè sơ nước là phải nấu đậu, rồi phải đánh đậu, rồi làm gì nữa, phải vò viên đậu, rồi phải nhồi bột, rồi bắt viên, luộc, thắng nước đường, đem lên cho mình biết bao nhiêu công, mấy tiếng đồng hồ để có được nồi chè mình ăn vô phán chè gì lạc nhất. Thì quý vị thấy không, một người ta hy sinh suốt một cái buổi nấu chè mà mình chỉ có ăn thôi,
mà chúng ta cũng phủ nhận luôn mọi sự đóng góp của họ, có tội không? Thật sự là chánh niệm để làm gì? Chánh niệm để chúng ta sống dễ thương. Sống dễ thương là chúng ta biết chấp, biết nhận diện những gì người khác làm cho mình. Và gần gũi nhất là cha mẹ, bà con, quyến thuộc, anh em, những người xung quanh. Từ trong gia đình ra tới xã hội, vào tới trong chùa, đâu đâu cũng có những người hy sinh. Và nhà Phật gọi những người đó là ai? Là Bồ Tát, là đại sĩ. Bồ Tát là gì? Là những người có thử tánh giác giống con người thường như chúng ta, nhưng tu tập giác ngộ, gọi là hữu tình giác. Rồi Bồ Tát là sau khi xong rồi, họ không an hưởng cái giác của họ, họ đi tiếp tục làm cho những người giác ngộ theo, gọi là giác hữu tình. Bồ Tát có hai nghĩa: hữu tình giác, giác hữu tình. Và đó là cái cách dịch của Ngài Huyền Trang. Ngài Huyền Trang đã dịch chữ Bodhisattva, Bồ Tát, Bồ Đề Tát Đỏa, nghĩa là hữu tình giác, giác hữu tình. Còn Ngài Kumala Thập dịch chữ Bồ Tát là gì? Đại đạo tâm thành tựu chúng sanh. Đó là cái cách dịch của Ngài Kumala Thập, là Bồ Tát là người có tâm Bồ Đề rộng lớn, gọi là đại đạo tâm, để hy sinh, để thành tựu cho tất cả cho chúng sanh. Ví dụ ha, mẹ một nắng hai sương mua tảo bán tần để nuôi con ăn học làm bác sĩ. Đó, mẹ là người đại đạo tâm thành tựu chúng sanh. Thành tựu cho một con người có địa vị trong xã hội qua cái cực khổ của mẹ. Như vậy với cái nhìn của đạo Phật, Bồ Tát khắp nơi khắp chốn chứ không phải trong chùa. Bồ Tát có bốn điều phát nguyện cho thân tâm của mình: một, tâm như đại địa. Bồ Tát phải phát nguyện rằng tâm tôi như mặt đất, để làm gì? Để nuôi dưỡng tất cả chúng sanh. Cũng giống như cỏ, cây, hoa, trái đều từ mặt đất mà mọc, thì tôi nguyện làm một mảnh đất để thành tựu cho mọi người. Pháp Hòa nhớ thầy, Pháp Hòa thầy nói với Pháp Hòa: thầy với con bây giờ phải làm người lót đường cho mấy chúng nhỏ. Hai thầy trò mình phải hy sinh làm đường cho các chú nhỏ, tại vì các chú sẽ là người tiếp nối mình. Nhưng mà các chú chưa đủ kinh nghiệm, thì mình phải làm sẵn để các chú mai mốt tiếp tục con đường. Cho nên Bồ Tát là người phát nguyện làm nguyện tâm như đại địa để nuôi dưỡng chúng sanh. Mà điều đó rất đúng đó. Bây giờ quý vị nhìn đứa con của mình, có phải từ nhỏ tới lớn mà mình nuôi nó? Nuôi nó không phải chỉ ngày ba bữa đâu, nuôi đủ thứ kiểu hết. Rồi, nguyện tâm như đại địa, nguyện tâm như kiều thuyền. Cái cầu là chiếc thuyền, là cái cầu đưa chúng sanh qua biển khổ. Chúng sanh mà khổ mới tìm tới Bồ Tát, nhất là Bồ Tát Quan Âm. Mình mà phải khỏe thì xá xá ngày thôi, còn khi nào mình tới ngày mình quỳ bắt nước mắt mình ràng rụa, mình vuốt che ngày mình vuốt mà vuốt tóc là biết dữ dội lắm. Còn khi mà mình mà không có chuyện gì hết trơn, cái chân Bồ Tát đóng bụi. Còn bữa nào mình mà có chuyện cá lo tới vuốt ngày nhổ mà ngày không dám nói. Nguyện tâm như đại địa, nguyện tâm như kiều thuyền, nguyện tâm như đại hải. Để làm gì? Để đưa chúng sanh tới chỗ chân như, là tới cái chỗ nhận chân được cái đạo lý, cái chân thật. Nguyện tâm như hư không,
nguyện thân như hư không. Tâm có ba điều: tâm như đại hạ địa, tâm như đại hải, tâm như triều thuyền. Còn thân thì Bồ Tát nguyện thân như hư không để bao, để ôm mắt, để bao gồm chúng sanh. Phong và con biết có những gia đình hội Việt Nam nghèo, gia đình có một cái áo bà ba, mẹ buổi sáng đi bán xôi, canh bán cho lẹ về, phơi cái áo sơ sơ cho nó ráo mồ hôi. Con gái mặc áo mẹ đi học, mình đâu có tin nổi, nhưng mà sự thật. Bây giờ gia đình ở bên Mỹ giàu có tiền của, nhưng không bao giờ phí, mà ngược lại làm bao nhiêu tiền ngoài lo cho gia đình có dư lo cho người khác. Đó là hữu tình giác và giác hữu tình. Có những người, người ta đang còn trong biển khổ, mình bây giờ khá rồi, làm kiều thuyền đưa họ qua biển khổ. Nếu mà chưa qua được, ít nhất họ cũng lên thuyền với mình, họ cũng an tâm lọ được cứu. Đó là cái lời nguyện của Bồ Tát. Đối với chúng sanh, Bồ Tát có bốn điều phát nguyện. Một, vị độ giả, linh đắc độ giả. Nếu chúng sanh nào chưa được độ, tôi nguyện sẽ khiến họ được độ. Thí dụ như bây giờ á, mình có một cái người thân mình chưa hiểu đạo, đó là vị độ rồi đó. Vị là chưa, người đó chưa được độ, mình tìm mọi cách giúp cho họ được độ. Thí dụ như quý vị nói, ồ, trước khi thầy nói tiếng Việt, thầy nói một chút tiếng Anh. Thật sự cái tâm đó là tâm gì? Tâm mong mỏi các con em mình được độ, vì nó chưa được độ. Mà nếu mình nói được 30 phút mà nó nghe nó chán 20 phút, cũng còn 10 phút lúc đầu đỡ dứt dát. Cho nên là mình đi tụng cầu siêu. Những người mà còn sống ở đời nào mà họ đi vô chùa, nhưng mà bữa nay ba chết, mẹ chết, buộc lòng phải mời ông thầy tới tụng. Mà trong cái nghi lễ là ông tụng, mình phải quỳ đó mình nghe. Bây giờ mình sẽ tụng sao cho họ được độ, chứ mình tụng tiếng Việt. Cuộc đời nay biển mai cồn tỉnh chưa? Tỉnh rồi một giấc say xưa, sẽ xin niệm Phật mà đưa hồn về. Hồn nào cũng thấy, mà tôi thấy có những tâm hồn còn sống đây mà rất cô hồn. Cô hồn là gì? Là một cái hồn bất vượng, cô đơn, không nơi nương tựa, là cô hồn. Đâu phải người chết mới cô hồn. Có những người sống trên thế gian này mà tâm hồn không có chỗ nương tựa là cô hồn chứ gì đâu. Cho nên cúng cô hồn là ý nghĩa mà mình nói cái ý là ở cúng cho họ, nhưng mà thật sự trong cái ý niệm độ tử, ý niệm độ sanh của con. Tại vì sao? Vì quan niệm của đạo Phật là sanh tử và tương dung. Mình sống sờ sờ và thật sự như đã chết, tại vì mình không hiểu đạo. Ăn không biết ngon, thực bất tri kỳ vị. Người ta nói mà mình không nghe, không hiểu, tính như bất quan. Thấy mọi cảnh khổ mà vẫn chơ chơ là thị như bất kiến. Thấy người ta khổ mà vẫn chơ, nghe người ta khổ mà vẫn tinh thản. Ăn mà không biết vị là ba điều tâm bất an. Tâm bất tại an, thấy mà như không thị như bất kiến. Ăn như mà không biết vị hương của nó. Cho nên vì người nào chưa được độ, Bồ Tát khởi tâm vì họ mà muốn độ. Đó là cái tâm đối với chúng sanh. Cho nên mình muốn kiểm lại, mình Bồ Tát hạng nào, được how much percent. Có nhiều người đó, ôi trời nó chết đi, đó là không phải Bồ Tát. Này là mình nghe người ta khổ,
Ví dụ bây giờ mình không có gì rồi, mình thấy nó khổ phát tâm, tôi nguyện ngày nào đó nó được hiểu, nó sống tốt. Cho nên có thấy có nhiều bậc cha mẹ, thầy ơi thầy, thầy vuốt đầu nó cho nó, cho nó nghe lời, xin một phần rủi nó vuốt lại thầy, nó mở thầy. Nhưng mà mình vẫn vuốt. Tại sao biết không? Vì mình vui mẹ, tấm lòng của người mẹ nói với người con. Vì tấm lòng đó là mẹ luôn luôn mong mỏi con làm sao đi cho đúng đường, sống cho thật tốt. Thấy con mình ngỗ nghịch trong đầu, lòng mẹ đau xót. Bồ Tát vậy đó, thấy chúng sanh chơi vơi khổ mà vẫn không có việc, thì Bồ Tát cũng xót thương chúng sanh như mẹ mà xót một người con. Cho nên có những cái tượng quý vị thấy Quan Âm ngồi chấm cà hết ý. No idea. Nếu chúng sanh chưa được độ, khiến cho họ được độ, vị độ giả ứng đắc độ. Giả là người, người chưa được độ, khiến cho họ được độ, vị độ giả ứng đắc độ. Người chưa được giải khiến cho họ được giải. Chữ giải là gì? Là hiểu. Người chưa hiểu khiến họ được hiểu. Mà cái người mà có cái tâm vậy, ta tận tâm, ta chỉ dẫn. Ví dụ mình thấy người đó ta không biết làm đó, con không biết làm đó con, lời đây ta chỉ cho làm. Cái người như vậy là tâm của mình. Còn nếu mà mình nói trời là phải ngu quá, dạy như không biết mà khỏi cần dạy, thì cái này không phải là tâm của Bồ Tát. Tâm của Bồ Tát đối với chúng sanh là người chưa được độ phải khiến họ được độ, người chưa được dạy phải khiến họ được dạy. Cho nên cái ý niệm như vậy mình cứ tổ chức pháp hội, hy vọng những người chưa được dạy, tức là chưa được hiểu, giờ họ nghe pháp mà họ được. Cho nên tất cả những người làm trong công việc hoằng pháp, in kinh, ấn tống, làm băng dĩa, đưa bài pháp lên YouTube, vân vân, tất cả những công việc đó là công việc của Bồ Tát vì chúng sanh. Ở cái trường hợp này gọi là người chưa hiểu thời kiếp họ được, người chưa an khiến họ được an, người đó sống bất an, mình tìm cách mình nói để cho họ em. Cho nên không được hù dọa người khác. Người ta bất an mình phải nói sao cho tâm người ta an. Bước vô nhà ta, trời ơi tôi thấy nhà chỉ có bộ lạnh rồi nha. Rồi không biết lạnh cỡ nào mà ta nghe là tối nay ta mất ngủ. Dạ chị, chị tương tôi đi, tôi có xin xem. Rồi tiên chỉ bàn thờ này thờ trật bàn kia, ông Phật kia thờ đúng. Ở chờ thấy không, nhà chị lộn sổ hoài, tại ông Quan Công cầm cái kiếm không đúng. Ai biết ông Quan Công mà xưa cầm kiếm sao, mà bây giờ nhìn cái tượng Quan Công đó ông thờ đúng thờ sao. Người ta đã quá bất an, cuộc sống vốn là không an, mình lại làm cho nó thêm bất an bởi những cái tà kiến, bởi những cái quan niệm sai lầm của chúng ta, thì làm sao mà Bồ Tát? Thì cái người nào mà ta luôn luôn ta nói cái điều an tâm cho mình, mình biết họ, họ có thể họ biết đó là tâm hạnh của Bồ Tát, nhưng mà trong bản thân họ nó đã nuôi xuất được cái tâm niệm là không nên làm cho người khác sợ hãi. Dù họ không biết đó là tâm niệm của Bồ Tát, nhưng mà cái đó là tâm niệm của Bồ Tát. Cho nên mấy đứa nhỏ nó vô chùa cái gì nó không đúng nữa, tội chết luôn con. Khi biết nó thấy hình như đạo này đã tội đi. Gì tội lắm, tự nhiên chứ. Đi nghe Phật cũng cứ là tội nha con.
nó lỡ nó biết nó chuyển tay vô Phật được, lấy tay chuyển Phật tội không? Không lẽ nó nói gì? Không lẽ nó chỉ lấy cái đặt nó tắt vậy hả? Đâu phải vậy, đâu không có phải chuyện đó. Rồi mình sắm chén dĩa nồi nơi gì đó, mấy đứa nhỏ nó biết nó đem ra nó nấu mặn về, trời ơi biết điều cũng đập cái nồi vậy, tội nghe, ăn gì tội nữa. Nó không biết cái gì đâu mà cho dù nó làm cái điều đó cũng cái gì hết. Cho nên người chưa an phải làm cho họ an, chứ không phải nói những điều làm cho họ bất an. Quý vị thấy Đức Phật có một cái ấn gọi là ấn vô ý, ấn vô ý Phật chưa? Thường thường qua Thái Lan, qua cái nước Nam Tông thấy có một tượng Phật, Phật đưa tay. Đây là cái ấn vô ý, mà ấn nghĩa là gì? Là biểu lộ của tâm. Ví dụ mình nói chuyện mình hay mua tay, ví dụ đấy, chỗ đó có mộ, đấy, đấy ấn. Như có cái ông đó vô, ổng muốn mua thịt quay, ổng mua vịt quay, bán cho tôi một cái bà bán, bà nghe bà khoái vô tử nguyên con, bà đem bà chặt thuốc vô nguyên con cho ổng ấy, một nửa. Trời ơi, ổng đưa một cái bà nghe bà khoái quá, nửa nguyên con, cực nguyên con, một nửa, bà kiếp. Ấn và biểu lộ của nhưng khi mình nói chuyện mình đưa tay để biểu lộ, nói lên cái tâm với mình, thì mình vô thâm tịnh, vô thâm tịnh bác đừng có sợ. Ở đây bác sĩ hay lắm, thôi con về nha, bữa nào con tới thăm bác đây, nói mà đưa tay có phải là ấn không? Có cái ấn ok. Ấn năm bầu quan, ấn chất lầu, ấn cua, ấn là cái symbol, cái symbol nó represent your heart, your mind. Cho nên Phật ngồi Phật để cái tay ở lòng bàn chân, đó là một ấn. Ấn nó gọi là ấn gì? Ấn hàng phục ma quân, gọi là ấn hàng mang. Để cái ấn đó là biểu tượng sự định tĩnh của một người đang ngồi đó. Đức Quan Âm bắt cái ấn này, ấn này là ấn cát tường, ấn an lành. Đức Phật bắt cái ấn trước đây, ấn chuyển pháp luân, đưa bàn tay chạm mặt đất, ấn địa xúc, chạm xúc nghĩa là biểu tượng cho giây phút hiện tại. Cho nên mình nó đôi khi cái ấn vô ý này nè, mình đặt trên tay một người khác, nắm tay mà bác khỏe nha, bữa nay con tới thăm bác, con thấy bác hồng hào tốt lắm, vừa nói mà thấy cái tay mà sao địa xúc, xúc chạm để làm cho người ta cảm được sự tình cảm. Người kia sợ hãi quá, toàn tay lên vai họ, dỗ không sao đâu, có mẹ đây là con niệm Phật, con ngủ là con hết ác mộng. Cho nên ấn của Phật để làm gì? Để nói lên định lực của tâm, sức mạnh của tâm. Mình xác định một vấn đề, đưa cái ấn lên. Cũng giống như mình nói chuyện, mình nói chuyện mình đưa một cái dấu hiệu của tay để xác định một cái việc mình. Vì người chưa em phải làm cho họ em, cho nên không hù dọa người ta. Mà Bồ Tát có ba điều cho: tài thí, pháp thí, vô ý. Vị niết bàn, linh giả niết bàn, người đó chưa được niết bàn phải làm cho họ có niết bàn. Niết bàn là gì? Là sự bình an của tâm. Nirvana, nirvino,
Vana means negatives. Once your mind have no negatives, you in Nirvana. Nirvana is not a destination. It's a kind of peace deep in your mind. Niết bàn không phải là nơi chốn để chết với tâm. Niết bàn là một trạng thái khi tâm bình. Cho nên mình thuyết pháp, mình tổ chức tụng kinh, mình tổ chức ngồi thiền, mình tổ chức niệm Phật, mình tổ chức khóa tu, tất cả những cái đó để đưa người vô niết bàn. Ví dụ mình tổ chức sám hối, thì cái ý niệm của người ta là ôm mình có một người còn nhiều nghiệp chướng phải sám hối. Ví dụ như thế, thì khi mà họ quan niệm là còn nghiệp chướng để sám hối, thì cái giây phút đặt tâm mình vô sám hối, chí thành an năng lỗi mình làm bằng cách là nói lên theo lời kinh: đệ tử chúng con từ vô thủy gây bao nghiệp chướng bởi lầm đắm trong sanh tử biết bao lần, nay đến trước tài vô thượng biển trần khổ lâu đời luân lạc với sinh linh vô số yêu tàn, sống u hoài trong kiếp lầm tháng, con lạc lõng không nhìn phương hướng, đàn con dạy từ lâu bất vượng, hôm nay trong thấy đạo quý hoàng. Có thể mình không nói ra được, nhưng mà khi tổ viết sẵn lời, mình đọc cái lời đó, tâm mình yên theo đó, giây phút đó mình tịnh lắng, mình dứt đi tất cả những ý niệm xấu, những hành động xấu, những lời nói xấu trong một giờ đồng hồ sám hối, là mình có sự an tịnh, đúng không? Mà an tịnh như thế đó là có niết bàn. Phật có niết bàn phương thanh, mình là niết bàn phật thanh. Nhưng mà nếu sám hối là gì, tôi có tội gì đâu mà sám hối, thì anh mãi mãi tội. Sám hối đi làm gì? Sám hối cho đã rồi mai làm nữa cũng vậy thôi. Thì anh cũng không có giây phút nào hưởng được. Cho nên tụng kinh một giờ đồng hồ có thể lo ra hết 50 phút, nhưng mà ít nhất cũng còn lại 10 phút dân gian. Hoặc là thậm chí 60 phút tụng kinh, tuy tâm ý còn mong lung nghĩ lung tung, nhưng ít nhất thân lúc đó đã niết bàn. Thân không còn trạo trừng, thân ngồi yên thế tổ, thân được an tịnh. Nghiệp chúng ta tạo ra ba chỗ: thân, miệng, ý. Mà nếu giây phút đó ý còn nghĩ, mà ít nhất thân nó cũng có tốn, miệng nó cũng tốn tụng lên chứ. Mà nếu mà ta rảnh cái mắt lên: chị, nay có đi chùa không? Chùa cái gì lạ không? Nhưng mà giờ phút đó không có nói tụng. Thân khẩu ý tạo nghiệp, giờ tụng thời kinh, ý có thể còn nghĩ, nhưng mà ít nhất khẩu và thân tụng. Cho nên tụng kinh không phải là vô ích. Nó tụng như con mẹ không hiểu tụng là cái gì. Bộ không tụng cái này hiểu. Kháng kinh giả minh Phật chi lý. Một chịu khó tập kinh, tụng kinh, trước sau gì cũng sẽ sáng tỏ cái lý đó. Huống chi bây giờ quá nhiều các thầy chú giải, giải thích kinh sách. Trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết thì tra Google. Cho nên người chưa được niết bàn khiến cho họ có niết bàn. Mà niết bàn là cái trạng thái khi tâm mình được tỉnh lại, chứ không phải là một nơi chốn để chết mình ở. Một vị Bồ Tát đối với chúng sanh chưa độ làm cho họ được độ, chưa hiểu nếu chúng sanh chưa hiểu làm cho họ hiểu, nếu chúng sanh chưa an làm cho họ được an, nếu chúng sanh chưa có niết bàn làm cho họ có niết bàn. Mà có niết bàn không có nghĩa là đưa họ đi đâu, mà tạo mọi hoàn cảnh phương tiện cho họ có một chút niết bàn. Ví dụ hồi nãy Pháp Hòa hướng dẫn đại chúng ngồi tịnh, thì nếu mà ai thật sự đi theo cái cách thức ngồi tịnh ở, quý vị lắng xuống tịnh trong lòng này 5-7 phút rồi, giây phút đó là niết bàn.
Và vậy chúng cứ nghĩ đi, một ngày mình đát bàn nhiều không biết bao. Cho nên giây phút nào mình tu là giây phút đó có ăn. Một cái bánh mình ăn chưa có no, nhưng mà ít nhất cũng no được một cái bánh. Ăn tới cái bánh thứ 6, thứ 7 nó có no thì không có nghĩa là cái bánh thứ 7 này nó làm mình no, nhưng mà nó phải nhờ 6 cái bánh trước nó làm cho mình no. Còn không ăn thì không có ăn. Ăn một cái no một cái, ăn hai cái no. Cho nên thấy được như vậy, ai tu kiểu nào mình cũng trân trọng. Ngồi thiền cũng được, tụng kinh cũng được, niệm Phật cũng được, trì chốt cũng được. Đừng có nói ngồi thiền có trình điên, niệm Phật là không đúng, mai mốt rồi biết được lạc đi chúng đâu mà về được trì chốt. Không, người ta tu là mình tụng. Thật sự là có mình toàn là dân uống thuốc không? Có ai mà uống thuốc này chê chị uống thuốc? Mình uống thuốc chứ mình ngồi thiền. Thì mình ngồi thiền đứng chê người niệm Phật, người niệm Phật đứng chê người ngồi thiền. Cả hai uống thuốc hết á. Nhưng mỗi người kiểu bệnh thì mỗi người uống mỗi kiểu thuốc. Mà hiểu được như vậy thì mình đủ. Là cái tâm của chúng sanh là người chưa an khiến họ được chán, người chưa độ khiến họ được độ. Và đồng thời bây giờ cái người người ta khổ quá, người ta chưa có đủ sức để người ta ngồi thiền. Bây giờ người ta bệnh này, người ta muốn này, người ta cái tâm niệm người ta là tụng thời kinh cho họ cảm giác là họ được sự cầu an. Họ chưa an mình độ cho ai, tụng thời kinh. Nhưng mà khi mình tụng như là ai ăn nè, mình ăn trước không? Rồi người đó nghe cái sức, cái lực ăn của mình họ tụng. Cho nên người mà đối với tâm và thân của Bồ Tát, nguyện tâm như đại hải, tâm như đại địa, tâm như kiều thuyền, còn thân thì như hư không. Ơn lắm. Thôi hôm nay có quà về thăm đạo tràng Quan Âm phải không? Phải không? Mà hãy nói tới Đức Quan Âm thì ai cũng biết là một Bồ Tát cứu khổ. Thì Pháp Hòa muốn thưa đại chúng là cái cứu khổ là một ý niệm tốt mà không là hy sinh. Bồ Tát cũng hy sinh vì chúng sanh. Rồi bây giờ mình có cặp mắt chánh niệm, mình sẽ nhìn thấy là đức hy sinh này nó tràn ngập trong cuộc sống mỗi ngày. Ở cái chỗ đó nó có tuyết, người ta lấy cát người ta rải để cho đường nó bình trơn, người khác đi một tay. Bây giờ Cali đang cháy rừng, càng ngày lửa càng lớn mà chưa có dập tắt. Quý vị thấy là các người, các anh lính cứu hỏa là làm việc ngày đêm mà vẫn chưa làm gì được. Nhà người ta cháy biết bao nhiêu, hơn 90.000 hecta đất bị cháy, hàng ngàn ngôi nhà bị thiêu rụi, cơ sở làm ăn. Thì mình thấy rằng có những người người ta phải hy sinh đấy, là mất mát rất lớn. Có những người có một lần có biết có cái chỗ đó ở dưới cái tầng hầm của cái cơ quan đó, nó bị một chất độc gì nó thải ra, mà người nào xuống đó vừa xuống tới là lăn ra chết. Thì có cái anh đó, người Việt, ảnh là một cái người mà người ta nghĩ là ảnh có thể có khả năng dập tắt cái việc đó, thì không biết hình như xuống lúc đó ảnh vừa vô tới đó ảnh lật ảnh, người ta chết hết mà ảnh không chết. Nhưng mà cuối cùng ảnh bị tay chân co bắp lại, người méo lên, bây giờ vẫn còn sống cả chục năm nay thôi, chỉ vì đi xuống cái chỗ đó và cứu một cái nơi đó, vì cái đó là cái giớp của anh. Nhưng mà có lẽ lúc đó cái độc nó quá nặng và cái sự protect nó không đủ,
thật vì Pháp Hòa có tới tâm sạch. Thì Pháp Hòa đưa với đại chúng là với cái tâm mình nhìn, với cái chánh niệm của mình, không có chê ai hết, không có phủ nhận tất cả những gì người khác làm, mà phải mở lòng chấp nhận, trân trọng, cảm ơn. Tự nhiên mình sẽ thấy cuộc sống mình nó khác lắm. Cái nhìn của mình bây giờ nó rất là positive, không có thấy ai mình ghét hết, người nào mình cũng thích. Và tự nhiên mình thấy mình sống vậy mình thoải mái vô cùng, trong tâm mình không có chứa những cái negative. Thì tự nhiên người nào ta làm gì đó cho mình, người ta cũng cảm thấy được sự bình an, họ không có sợ. Ví dụ như mình hay bắt lỗi cái người nào mà ta nói chuyện mình ta sợ lắm, tại vì ta biết mình hay bắt lỗi. Ta nói mà ta dè dặt từng câu từng chữ, ta nói mà ta thoải mái. Quý vị để ý con này. Rồi cái người nào mà hay chê khen, trời ta làm gì đó nên ta sợ gặp người đó. Ta sợ lắm tại vì cái người này hay khen chê. Ta đứng lên mình tập cho thành mình một cái sống mà người khác nghe ta tên mình là ta hùng mình, ta sợ. Tại nó không đúng với cái câu các vị Bồ Tát phát nguyện. Những ai thấy tên, nghe tới tên tôi, thấy đình tôi đều phát tâm Bồ Đề. Kỳ hữu kiến ngã tướng, nải chí văn ngã danh, giai phát Bồ Đề tâm, vĩnh xuất luân hồi khổ. Đó là trong cái bài sám quy mạc thiền sư Di Sơn nói thôi. Xin mọi người mà hãy ai nghe đến tên tôi, thấy tình tướng tôi đều phát tâm Bồ Đề. Còn mình sống làm sao, mà tu làm sao không biết, mà nghe tới tên mình thấy dáng mình xa xa mà ta rụt mình trước. Ta kiếm chỗ mà lắp mà mình biết. Về hạnh lắng nghe của Bồ Tát Quán Thế Âm, một vị hòa thượng nói rằng phải có đủ công đức lớn mới dám lắng nghe những phiền não của thế gian. Chúng ta là những người bản thân đầy phiền não này, còn nghe những phiền não nghiệp của phiền não nghiệp của ta dồn với nghiệp của người thì còn ai dám gần mình. Một người bạn muốn tâm sự, nếu vì sợ phiền não mà không dám lắng nghe thì có mâu thuẫn với lời dạy về hạnh lắng nghe của Bồ Tát Quan Thế Âm không? Xin Thầy chỉ dạy. Thì cái câu hỏi là nếu mình nói rằng mình đã nghiệp dày rồi không dám nghe phiền não của người khác, rồi hai người đó mà dồn lại cái mình trở thành một người phiền não từ đầu đến đuôi thì không ai dám tới gần mình hết. Thưa đại chúng, cái điều này nó đúng. Thì nó đúng ở phương diện nào? Ở cái phương diện là mình sống cho mình. Nói nôm na là mình sống theo cái hạnh tiểu thừa. Còn nếu mình sống theo tâm Bồ Tát thì chúng ta vận dụng cái đời sống của chúng ta vào với những người thân cận. Thôi bây giờ đừng mình đặt cái vấn đề đạo đồ quan bên đi. Mình nói một cách rất gần gũi thiết thực thôi, giữa con người với con người. Bây giờ bạn mình có việc muốn tâm sự với mình, không lẽ mình nói chị ơi em xin lỗi chị đi kiếm người khác để em phiền não dữ lắm. Không lẽ bây giờ mình nói như vậy với người bạn mình sao? Giữa con người với con người, giữa bạn bè mình cũng đâu có nở đâu. Thì mình lắng nghe. Nhưng mà nếu mình có sự tu tập thì cái lắng nghe đó mình có sự chuyển hóa. Ví dụ như mình là cái chỗ cho người ta trút, mình chưa có giúp được gì cho họ hết, ít nhất giây phút đó mình cũng đã giúp cho họ trút ra được những cái nỗi khổ của họ, mặc dù mình chưa có giúp được họ gì hết. Có một cái người đó để cái phone, khi mà ai reo tới là trước hết là cái vị đó, các cái người mà gọi đó sẽ nghe một vài câu trên phone. Tôi cảm ơn anh đã gọi cho tôi. Tôi không bảo đảm, nếu anh muốn khóc, tôi không bảo đảm sẽ làm cho anh hết khóc, nhưng tôi xin cho anh mượn đôi vai để anh khóc. Nếu anh muốn nói điều khổ, tôi không bảo đảm tôi làm cho anh ít khổ, nhưng tôi xin nguyện làm người lắng nghe cho anh để anh trút những nỗi khổ. Họ nói mấy câu vậy xong rồi điện thoại nó mới reo, rồi người mới bắt lên. Thì thưa đại chúng là bây giờ nếu như mà nói là phiền não đó,
Có người nào trong chúng ta ngồi đây mà dám nói là tôi cũng có phiền não không? Không có. Rồi bây giờ nếu như mà mình cứ nghĩ rằng mình phiền não và mình không bao giờ mình muốn nghe ai hết, thì thôi đừng nói bạn bè, người thân của mình, con cái của mình, vợ chồng của mình cũng không nghe luôn. Tại thôi ông đừng nói tôi phiền não lắm, phiền não ông lo đi. Rồi giờ con nó bỏ học, nhà trường gọi về, bà vợ mới vừa định nói anh tôi muốn nói chuyện con, thôi bà đừng nói tôi phiền não lắm. Quý vị thấy không? Thì trong cuộc sống này là nội cái chuyện gần trong gia đình thôi là biết bao nhiêu chuyện để lắng nghe nhau rồi. Thì nếu mà không lắng nghe nhau thì làm sao mình hiểu nhau? Mà không hiểu nhau thì làm sao có thể sống với nhau được lâu dài? Bây giờ mình khoan nói chuyện người dân nước lạ, nội cái người thân của mình trong nhà thôi nè. Rồi con mình nó đi học về nó bị ăn hiếp, nó nói má con có chuyện muốn nói với má, thằng bạn con nó ăn hiếp con đừng nói con, má phiền não lắm. Thì làm sao nó có cơ hội nó trút ra? Cho nên cái điều đó đó, nói là mình phiền não rồi nhiều rồi mình dồn dập những người khác đó, cái đó là cũng đúng, nhưng mà ở cái phần mà là mình chỉ biết cho mình thôi. Nhưng mà mình, nếu mình nói cái sự thật hiện tại trong cuộc sống của chúng ta đây, chúng ta cần làm những người lắng nghe người khác. Và đôi lúc mình cũng muốn người khác lắng nghe mình nữa, khổ lắm. Bây giờ quý vị tưởng thầy tu không khổ à? Khổ không? Khổ lắm. Mình làm dâu có một họ à, mà mình còn rên. Ông thầy cũng làm dâu trăm họ. Tới giờ cả nhà đi ngủ hết rồi, mình then cửa đóng then cài, mình lên mình ngủ. Mà thấy má chồng ở đâu gọi cái là phải ngồi dậy. Chị chồng ở đâu gọi là phải ngồi dậy. Cho nên thật sự ra nếu mà muốn nghe nỗi khổ của người tu, nói không hết à. Em là một hầm chứa than đó. Mà tại em chưa tung than ra thôi. Anh chị đương nhiêu em gom vô lò em hết á. Cho nên là quý vị cứ yên tâm cái việc đó. Mình nghe mình cũng có cái cách chừng mực, chứ đâu phải là ấy đâu. Quý vị thấy những cái người mà làm ở trong social worker là mấy người psychologist, họ nghe người khác nhưng mà họ không tiêu hóa, không có đường tu tập. Còn mình là Phật tử có cách tu tập. Mình lắng nghe để rồi mình chuyển hóa những cái người khác. Làm sao mà mình khổ được? Cho nên mình nghe xong phiền não của người khác, mình giúp cho họ chuyển hóa, mà trong giây phút đó mình cũng chuyển hóa mình luôn. Tại vì nhiều khi á, mình tưởng mình là người duy nhất khổ, lâu nay mình giấu mình không nói. Tới hồi có bà bạn bà gọi, bà nói trời ơi tôi không ngờ tôi cũng có đồng minh, tôi cũng khổ giống chị, và tôi đã làm điều này để tôi giảm khổ. Mình chia sẻ với nhau. Nhiều khi trong lúc mình giải khổ cho người, mà ngay lúc đó mình giải khổ cho mình. Quý vị biết là Pháp Hòa đã có rất nhiều lần như vậy. Có những người người ta lên người tâm sự nỗi khổ, mà gặp lúc mình cũng đang khổ giống vậy đó, mà tại mình không có nói. Trời may quá bữa nay cái vị này lên họ nói cái điều đó ra, rồi họ nhờ mình nói cho họ nghe. Chừng lúc đó cái bắt đầu mình ở đâu á, tệ giác ở đâu nó sanh lúc đó đó, là mình chia sẻ với họ thì ngay lúc đó giúp cho mình thông. Và chờ nhiều khi mình nghe nhiều khổ đau của người khác á, mình lại thấy trời ơi may quá mình chọn đúng đường. Hồi nãy có anh Phật tử nè, anh gặp Pháp Hòa ở ngoài sân, anh nói trời ơi con ham đi tu lắm mà giờ con còn nhỏ quá, nói tưởng nhỏ, tưởng đâu nhỏ vừa vừa. Sáng rồi thôi chiều này gặp ổng nói mấy tháng mới có 8 tháng. Pháp Hòa nói thôi em ơi từ từ. Ông không phải chờ 8 tháng mà ông phải chờ tới 18 năm. Con lớn rồi mình mới được giải quyết chuyện đó chứ đâu phải giận. Hỏi mấy đứa, nói dạ ba đứa, nó chúc mừng nghe. Hồi Pháp Hòa đi học cũng vậy, đi vô trường mà high school, mấy đứa bạn nó gặp, nó hỏi có coi tivi không? Dạ không.
À, cuối tuần này đi chơi không? Dạ không. Tội nghiệp quá. Tiếng Anh, tiếng Mỹ, you have no life. Rồi nó nói thêm câu nữa, I feel sorry for you. Tôi thấy tội anh quá. Tới hồi mà sau này nó lớ học chung lớp ra trường rồi, cưới vợ dẫn con lên chùa thăm Pháp Hòa, không đứa nào ngồi chơi với Pháp Hòa được 10 phút. Mới ngồi xuống, ba con đi tiểu. Vừa đứng dậy, ba con uống sữa. Pháp Hòa nói bây giờ ai tội cho ai. Thành thử là tôi thấy anh vậy là tôi thấy đời tôi thông minh hơn. Cho nên quý vị cứ yên tâm chuyện đó. Quý vị thấy các vị Bồ Tát tại sao được gọi là đại sĩ? Vì tâm lượng của các ngài rất lớn, là vừa tu mà vừa độ người. Chứ cái chữ đại thừa với tiểu thừa ở đây là đại chúng đừng có lầm là mình muốn chê ai nha. Không có. Mình không có chê ai hết á. Nhưng mà hễ mình ở trong cái trạng thái là mình chỉ biết lo cho mình thôi, không nghĩ ngợi gì tới người khác hết, thì cái đó được gọi là tiểu. Vậy thôi. Còn nếu mà mình vừa lo cho người mà giúp cho người trong cái khả năng của mình là gì? Trung. Mà giang tay sang chút nữa để với cho người khác gọi là đại. Vậy thôi. Nếu mình không làm điều gì sai mà bị người vu oan rồi lan truyền sang cho những người xung quanh, để cho họ có những ý tưởng xấu và nguyền rủa mình, như vậy mình có bị những tư tưởng đó ảnh hưởng đến mình hay không? Con mong được thầy khai thị. Câu hỏi là nếu như mình bị oan rồi người đó cứ lan truyền cái lỗi của mình ra cho người khác, rồi người khác tin theo cái điều đó rồi chửi rủa mình, mình có bị ảnh hưởng gì không? Thưa đại chúng, là nếu như mình không làm cái gì sai là tự cái đức mình đã có, thì những lời nguyền rủa mà không căn cứ đó nó không có tác động tới mình. Tại vì sao? Tại vì đức trọng quỷ thần khinh. Cái đức mình nó lớn rồi là quỷ thần phải sợ. Cho nên cái quan trọng là mình sống đúng chứ đừng sợ người ta dư luận. Tại vì người ta dư thì giờ người ta mới ngồi người ta luận. Và người ta rảnh thì người ta ngồi ra người ta móc cho nên mới trách, thì kêu là trách móc. Nhưng mà mình nói như vậy là không có nghĩa là mình sống mình không cần dư luận. Cái quan trọng là mình biết nghe dư luận. Cho nên có một lần Đức Phật đi trên đường á, ông thầy á đứng ở bên đường đi theo Phật, chửi Phật vô số chuyện. Người đệ tử thì khen ngợi Phật vô cùng, mà Phật vẫn không có lay động Phật đi. Thì lúc đó về tới chùa thì Ngài A Nan mới hỏi là hồi nãy trên đường đi hai người đó họ tác động tới Ngài, một người thì khen, một người thì chê, mà sao con không thấy Đức Thế Tôn phản ứng? Đức Phật mới nói khi mà mình nghe người ta khen cũng khoan mừng, phải nhìn lại cái lời khen đó nó có đúng không. Nếu mà họ khen không đúng là họ hại mình. Còn nếu người ta chê mình cũng phải coi lại có họ có chê đúng không. Cho nên là Khổng Tử cũng nói người chê mình là thầy mình, người khen mình mà đúng là bạn mình, còn mình dở mà người ta vẫn cứ khen mình là kẻ thù của mình. Cho nên cái người mà người ta khen, ví dụ bây giờ mình làm cái đó đẹp mà thật sự người ta khen đẹp, người đó là bạn mình. Còn mình muốn xấu ơi xấu cay xấu đắng vậy đó mà họ cứ khen mình, nó đưa mình lên tận mây xanh, là người đó là kẻ thù. Tại sao? Vì họ cứ bêu cái ngã, cái cống cao ngã mạn của mình, là họ cứ cho mình đi trên mây trên gió không à. Mà bữa nào mà hết pin rồi á, phải không, là nó rớt. Cho nên người nào mà khen mình mà không đúng là người đó là kẻ thù. Đó là lời của Khổng Tử. Còn mình á mà làm sai mà người đó chỉ cho mình cái sai, họ là thầy mình. Cho nên á, đừng có sợ người ta. Thị bất thị, phi bất phi, sai chi hào ly thất thiên lý. Đúng không thật là đúng, sai cũng chẳng thật là sai. Nhưng nếu mình lệch đi một hào thơ hào thôi, đi xa ngàn dặm. Sai một ly là đi một dặm.
Còn người đó tùng tha bán, nhậm tha phi, bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì, ngã văn khắp tở ẩm cam lộ, tiêu dung đốn nhập bất tư nghị. Kể cho người phỉ báng mình, mặc cho người khen chê mình, khe nói xấu tốt mình, tùng tha bán, nhậm tha phi. Những người đó họ đang làm cái việc là cầm cái đuốc đốt trời, tàn tàn cái đuốc đó, những cái tàn đó, nó rớt xuống cháy cái da họ thôi. Bả hỏa thiêu thiên đồ tự bị. Nếu mình có nghe, nghe như uống nước cam lộ, ngã văn khắp tợ ẩm cam lộ, tiêu dung đốn nhập bất tư nghị, tiêu hóa một cách không thể tưởng tượng được. Tại vì sao? Tại vì mình đã rõ đường của mình đi. Cho nên Pháp Hòa có làm 4 câu thơ: ngày về Phật không bận lòng lo lắng, đi nhẹ nhàng, đi thanh thản, đi thông dong, vì việc cần mình đã làm xong, ai luận nghĩ bận lòng chi ghi nhớ. Chỉ có mình mới biết mình chứ người khác đâu nói được. Thành thử là khi mình bệnh mới biết ai yêu mình, lúc mình sai mới biết mình yêu ai. Tại thường sai mới nói là thật. Lúc mình bệnh á, ai là người chăm sóc sẵn sàng đến với mình? Lúc mình bệnh mới biết ai yêu mình, lúc mình sai mới biết mình yêu ai. Và không ai biết mình hơn là vừa tâm ý mình vừa khởi là mình biết mình. Cho nên á, oan ức cần biện bạch. Trong khi đó ta bồ ta gì đó, 10 điều tâm niệm nói oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả. Cái điều đó không có nghĩa là cấm đừng nói gì, không phải. Nếu cái người đó họ là người có tâm ý muốn được hiểu câu chuyện, sau khi giải thích người ta lắng nghe nó có tình, có tiếc, có lý, có lẽ, tự họ thấu đáo giải oan, xóa hiểu lầm. Nhưng một người đã cố tình nói oan cho mình có nói gì cũng vô ích. Cho cái chỗ đó là cái chỗ muốn nói. Mình cứ giải bài xong, chuyện họ tin hay không đó là tùy. Mình không xong việc của mình rồi. Cho nên cái câu oan ức không cần biện bạch, đừng có hiểu lầm là nghĩa là mà, nhưng mà mình muốn nói cái sự oan ức đó lúc nào nói? Phải đúng lúc, đúng người, đúng việc. Và mình phải điềm tĩnh khi mình nói điều đó. Còn không á, cái hiểu lầm này mới có một chút mà mình nói một hồi nó lớn hơn nữa, vì mình không biết cách trình bày cái oan đó. Cho nên nó cần phải có cái sự chánh niệm soi vào những cái hiểu lầm để chúng ta có thể giải quyết được khá hơn. Cái điều này á, nó có dính tới một câu hỏi ở đây nè. Nếu trong gia đình có xảy ra mâu thuẫn giữa vợ chồng, không có sự hòa thuận, có nguy cơ dần đến sự đổ vỡ, xin thầy hướng dẫn giúp con để hóa giải nghiệp duyên. Tại cái vấn đề á, là cả hai có muốn giải quyết không? Tại vì cả hai muốn giải quyết thì cả hai mới ngồi lại, mới tìm ra được cái mấu chốt vì sao cái gia đình mình đi tới cái đổ vỡ. Một người muốn và một người không. Thí dụ như người kia nói anh có rảnh không, cuối tuần này mình ngồi lại để mình nói chuyện gia đình. Tôi không có gì để nói, tôi bận lắm. Bà muốn làm gì bà làm. Thì làm sao giải quyết được chuyện trong gia đình? Thế nào gọi là bà muốn làm gì bà làm? Thành thử ra hạnh phúc không phải là một vấn đề của một cá nhân, mà nó là cái vấn đề chung của tất cả mọi người. Ngay cả trong chùa cũng vậy. Không phải thầy trụ trì là sư phụ rồi muốn làm gì làm đâu. Sư phụ muốn làm việc gì sư phụ phải họp chúng. Và sư phụ nói là bây giờ sư phụ muốn làm vậy đó, thì có thể đệ tử sẽ có những ý kiến. Tại vì một cái thấy không hay bằng nhiều cái thấy. Cái thấy của chung, nhà Phật gọi là tăng nhãn, là cái thấy, con mắt á. Nhãn là con mắt của đại chúng, con mắt của tăng. Ví dụ có một đứa nhỏ nó vô nó tu, trước mặt mình nó khác à. Nó cúc cung, nó nghĩa là nó rất là dễ thương, nhưng mà sau lưng á,
Nó ở chung với huynh đệ, nó mới lòi những cái của nó ra. Thì có đôi khi mình chỉ nhận thấy nó ở một mặt thôi, mà mình không thấy mặt khác của nó. Mình cần phải nghe những người đệ tử khác cho biết. Nhưng mà cũng không thể chỉ thể là tin hết những cái điều. Mình phải có cái nhìn chung. Cho nên là cái chuyện này á, hóa giải thì Pháp Hòa không phải là có một phương pháp nào, nhưng mà cái cách duy nhất là trong gia đình phải ngồi lại, vợ chồng phải ngồi lại, cha mẹ con cái phải ngồi lại để nói những cái điều khó khăn trong gia đình. Rồi cái người nào nói á, là người kia phải nghe. Mà khi nghe đó là không được thôi nín đi, nói nhiều đó đủ rồi, nói nhiều nghe mệt quá, không nên. Phải để cho họ nói, họ nói cho hết những tâm tư của họ. Lúc này mình chỉ đóng một việc thôi là làm người lắng nghe. Nghe cho kỹ, nghe cho hết những gì họ muốn nói. Bệnh mà không uống thuốc giống như trụ sinh vậy đó. Trụ sinh là phải uống đủ 10 ngày. Mới uống có 7 ngày thấy hết rồi. Còn 3 ngày kia bỏ là thế nào bệnh nó cũng tái lại. Khi mình bị viêm họng, mình bị một cái bệnh gì đó, người ta cho tới trụ sinh là mình phải uống cho hết, chứ không thể uống nửa chừng. Uống nửa chừng là không bao giờ tuyệt hẳn cái bệnh đó. Mình thấy nó hết hết vậy đó, nó im im vậy, nhưng mà công đủ, công lực chưa đủ, diệt trùng chưa đủ. Thì cũng y như vậy. Một cái người đó họ muốn nói mà mình không cho họ cái cơ hội, họ bày tỏ hết ra. Họ nói nửa chừng thôi là mình đã cắt ngang. Nói nhiều đó đủ rồi, tôi hiểu rồi. Nói nhiều quá, còn không vô đâu hết á. Nhà quý vị thấy không? Thành thử ra làm sao? Bây giờ mình uống thuốc bổ nè. Tại sao ngày nào cũng uống viên thuốc bổ? Tại vì mình đâu có biết nào thiếu đâu. Thôi kệ, uống viên đi, vô chỗ nào thiếu nó bổ vô. Tại vì có cái khuyết nó mới bổ. Ta mình bổ vô trong đó, nó thiếu vitamin nào thì nó bổ vô đó, ngày nào cũng uống viên. Thì cái lắng nghe của mình cũng vậy. Đôi khi mình đã khuyết cái chỗ đó, mình cứ để họ nói hết, không chừng nghe xong có chỗ để bổ vô, có chỗ để nó giải tỏa cái đó. Trong nhà con đặt bàn thờ ông bà ở vị trí ngay cửa ra vào, trước khi bước vào là nhìn thấy, kế bên là bàn thờ Phật. Như vậy có đúng không, hay cần phải hoán đổi vị trí mới tốt? Mình thờ Phật, thờ ông bà thì tùy theo trong nhà mình, chỗ nào thuận tiện nhất, gọn gàng nhất thì chúng ta cứ thờ, không có một cái quy định. Dĩ nhiên là chúng ta không thờ ở trong cái phòng máng áo, trên đầu tủ lạnh, hay là trong một cái học tủ, thí dụ vậy. Chúng ta lựa cái chỗ nào mà nó khả dĩ nhất trong gia đình đó thì chúng ta thờ bằng cái tâm lành của mình. Còn nếu như trường hợp một cái nhà đó mà không có cách nào để chúng ta đặt một cái bàn thờ hết, thì cứ lem một cái hình Phật chúng ta treo ở một cái góc nào đó, để hàng ngày ra vào nhìn hình ảnh Phật, để mà gọi là quán tưởng học hạnh vậy thôi. Kính bạch thầy, con đọc trong quyển Đại Bi Chú Giải của Hòa Thượng Tuyên Hóa có câu: tùy duyên mà không biến đổi, không biến đổi mà tùy duyên. Con không hiểu, kính mong thầy giải giùm con. Thưa đại chúng, cái câu này là cái câu diễn đạt cái ý từ cái câu mà chúng ta thường nói: tùy duyên như bất biến, bất biến như tùy duyên. Trước hết á, chúng ta thường hay nói tùy duyên, phải không? Chuyện gì mình cũng nói tùy duyên. Nhưng mà mình không hiểu trường hợp nào để mình dùng chữ tùy duyên. Cứ chuyện gì cũng tùy duyên đi. Rồi mình xài riết cái chữ đó, nó đâm ra mình một con người không có một cái ý tưởng gì hết trơn, gì cũng tùy duyên hết. Không phải vậy. Trước khi tùy duyên, chúng ta phải tạo duyên. Ví dụ như giờ quý vị muốn tổ chức buổi pháp hội, thôi tùy duyên đi. Sao tùy duyên được? Bây giờ cái duyên là cái điều kiện. Mà mình muốn cái duyên này nó có mặt thì mình phải tạo, tức là mình phải kêu gọi anh em đồng lòng, rồi mình liên lạc với cái chỗ đó, rồi mình liên lạc mướn ho. Rồi hoặc là ví dụ giờ mình muốn mướn cái ho này nè, mình muốn mướn nguyên ngày nhưng mà họ không cho, họ nói là tôi bận rồi, tôi chỉ cho mướn được 5 tiếng thôi. Lúc đó mới tùy duyên.
mình không có cố gắng mình tạo duyên, mà cứ chưa gì hết cái nói tùy duyên, là cuộc đời mình không có trôi tới đâu hết. Thí dụ như đói bụng quá, thôi tùy duyên đi, chắc lát đò sao được, phải không? Khát nước quá, thôi tùy duyên đi, chắc lát nó hết khát. Muốn quen cô đó thích, thôi tùy duyên đi, thôi để cô tới tôi tính. Không bao giờ cô tới. Duyên là mình phải tạo chứ. Rồi sau khi mình tạo duyên rồi, mình phải trân quý cái duyên. Rồi khi nào mình làm hết sức của mình mà không được nữa đó, chừng đó mình mới tùy duyên. Chứ tùy duyên không thể dùng một cách đơn giản là việc gì cứ thả trôi kêu tùy duyên. Mình đã làm tận lực của mình, nhưng mà ở trong trường hợp nào, có những lúc mình tùy cái duyên đó nhưng mà tâm tư mình không thay đổi. Ví dụ cuộc sống xưa kia quá khó khăn, mình đi tìm một cái bến bờ an vui khác, tạo duyên đó bằng cách là đi vượt biên, đi mượn tiền, mượn vàng, đi đút lót, làm đủ cách để mình rời khỏi cái nơi khổ sở. Nhưng có ai bảo đảm được mình đi tới đâu không? Đó, lúc đó ra tới biển rồi mới tùy duyên đó. Nhưng mà nói như vậy cũng nghĩa là lên đên à, cũng phải lấy cái la bàn, kiếm cách, mọi cách để đưa cái duyên của mình tới bờ. Tới hồi mà hết được nữa rồi, chừng đó làm sao? Tùy duyên. Đâu, thành thử ra mình đều tạo những cái duyên. Quý vị biết là bất biến là gì? Là cái tâm của mình, cái ý chí mình không thay đổi. Phong và ví dụ như là Lục Tổ Huệ Năng, khi mà Ngài đi vào trong rừng, Ngài ở với những người thợ săn chờ thời để mà Ngài ra, Ngài hóa độ đó. Trong suốt mấy năm Ngài ở chung với những người thợ săn, thì quý vị biết thợ săn thì đâu có ăn mặn ăn chay, ngày nào họ cũng làm nồi thịt. Lục Tổ Huệ Năng cắt rau bỏ vô nồi thịt nấu cho chín, xong rồi vớt cái rau ăn. Họ mới hỏi chứ ủa sao không ăn thịt? Nó ồ, tại vì tôi không khỏe trong người, tôi ăn rau tôi khỏe hơn. Đó là Ngài tùy duyên, Ngài luộc rau trong nồi nước thịt, chứ cũng có nước không để mà luộc nữa. Nhưng mà bất biến là gì? Ngài vẫn giữ được cái đường lối tu của Ngài. Được tùy duyên mà bất biến. Ví dụ mình là người Việt Nam, mình hội nhập với cái xã hội Úc, người ta có những món ăn của Tây, của gì đó mình ăn, nhưng mà trong nhà mình là chai mất mắm, nước mắm là bất biến à. Tùy duyên là mình ăn spaghetti sauce đủ thứ hết, mà không lúc nào trong tủ mình cái chai nước mắm nó không có mặt, hay là chai nước tương nó không có mặt. Tùy duyên mà bất biến. Rồi bây giờ Pháp Hòa ví dụ như á, mình tổ chức một cái buổi lễ nào đó mà người ta không cho mình thắp nhang, thì cũng phải tùy thuận cái đó. Tại vì cái chính là mình tổ chức một buổi lễ để mọi người được quy tụ. Còn thắp nhang hay không thắp nhang, đó là cái hoàn cảnh. Cái thắp nhang nó không quan trọng, đừng hủy cái chuyện mà mình tổ chức cái này. Hay nói một cách khác là mình đã qua cái xứ này nè. Ngày xưa Việt Nam á, là lễ rằm cúng đúng ngày. Ở đây rằm tháng 4 lễ Phật Đản ngay ngày thứ 4 cúng được không? Có ai đi? Phải một là cúng trước mấy ngày, nếu mà rằm ngay ngày thứ 4, một là cúng trước chủ nhật đó, hai là cúng chủ nhật sau. Như vậy là mình tùy duyên đúng không? Nhưng mà bất biến là gì? Không bỏ lễ Phật Đản. Rồi bây giờ quý vị thấy qua đây ai cũng lật lịch coi ngày đám cưới hết đó, mà rốt cuộc toàn là thứ bảy không à. Vậy mà cũng coi. Thật ra mình biết là chắc chắn là thế nào những cái ngày mình coi nó cũng vô ngày thứ bảy, thì cứ việc thứ bảy mình làm. Ở Việt Nam á, 4 giờ sáng là chuông thỉnh lên rồi, bắt đầu chuông trống rền lên tụng kinh. Ở đây làm được không? Chỉ một ngày thôi là cửa chùa đóng liền. Thôi thì phải cho Phật ngủ thêm 2 tiếng. 6 giờ dậy tụng kinh. Đó là tùy duyên bất biến.
tâm của mình bất biến, nhưng mình sống mọi cảnh là tùy duyên. Đấy, đi giảng là bất biến đó. Còn tùy duyên là ta cho ăn gì ăn đấy. Đâu, ta sắp sao mình theo thứ tự mình làm. Đó là bất biến mà tùy duyên. Tùy duyên mà bất biến. Ví dụ giờ ta lại ta nói, lát nữa có một cái người bệnh đến thăm và mong được cái thời kinh cầu an rồi đó. Mình tùy duyên người ta. Nhưng mà bất biến là sao? Không thay đổi được cái ý nguyện của mình là muốn làm cái điều đó. Cho nên Đức Quan Âm tại sao trên tay Ngài cầm cái nhành dương liễu mà không cầm cây khác, không cầm hoa hồng, hoa huệ mà lại cầm cái cây dương liễu? Tại vì cái cây dương liễu nó rất là mềm mỏng, gió phải gió trái nó vẫn phất phơ theo đó. Nhưng mà khi gió ngưng rồi là cái cây liễu nó nằm lại vị trí của nó. Cho nên cái chuyện mà cây liễu đó quý vị thấy không, nó là nó đưa qua đưa lại theo gió vậy đó. Mà hễ gió ngưng là nó trở về vị trí nó nằm. Cái người tu của ta cũng thế. Mình tùy thuận mọi việc trong thế gian này, nhưng mà mình vẫn có cái vị trí cố định sau khi mọi việc xong. Cho nên Ngài Vạn Hạnh Thiền Sư giúp cho vua Lý Công Uẩn lên ngôi. Nhưng mà sau khi mọi việc xong rồi, Ngài trở về cái vị trí của Ngài làm một người tu. Làm quốc sư là chỉ để làm gì? Để giúp đỡ cho vua trở thành một minh quân thôi. Nhưng mà danh chức địa vị không làm tâm tư tôi thay đổi. Tôi có nhận chức gọi là quốc sư, đây cũng là tùy duyên mà nhận chức. Còn bất biến trong tôi là tâm tu. Cho nên ngày xưa quý vị biết không, vua Trần Nhân Tông đưa công chúa qua bên vua Chàm để gả công chúa Huyền Trân, giao kèo giữa hai nước. Trước khi mà đưa Huyền Trân công chúa gả cho vua Chàm, ngài Trần Nhân Tông đi trên thuyền với cô Huyền Trân công chúa. Thì bỗng nhiên ngài Huyền Trân, ngài Trần Nhân Tông mới nói: con đưa bàn tay con lên, và con đã thấy gì trong bàn tay của con? Thì cái người đệ tử, cái xin lỗi, cái ngài Huyền, cô Huyền Trân mới nói: con thấy mẫu hậu và phụ hoàng ở trong bàn tay của con. Thì ngài Trần Nhân Tông mới nói: mai này con về làm vợ người ta, con phải biết tùy thời ứng xử mà sống. Vì con phải nhớ rằng trong con có cha mẹ, anh em và cả đất nước dân tộc của con ở trong con. Đó là lời dạy của ngài vua Trần Nhân Tông nói với con gái của mình là Huyền Trân công chúa, trước khi gả Huyền Trân công chúa qua vua Chàm để mà ban giao giữa hai nước. Cho nên á, bất biến tùy duyên là vậy. Tùy duyên bất biến. Kính thầy, có những hiện tượng tâm linh xảy ra giữa ban ngày mà con đã từng được nghe, được thấy, có phải họ muốn nhắn mình message gì hay do cảm ứng từ phía hai vợ chồng mà được nghe, được thấy? Cái này á, nó không có một cái này là nó tùy vào cái sự liên hệ giữa mình với người mất mà mình cảm nhận điều đó, chứ không có một cái kinh điển hay một cái pháp nào để mình xác định là người đó về với mình có muốn nhắn gì không. Thì nếu mình muốn thì phải hỏi thẳng như đó. Thí dụ mình cảm nhận là người đó đang về, thì Pháp Hòa thưa đại chúng là gần đây á, thì hôm đó có một thầy của Pháp Hòa đó, thầy mới đi đến một cái chỗ đó, một cái ho, thì người ta mới nói là người ta cảm thấy cái ho này nó có cái gì nó lạ lạ, xin thầy đến đó để thầy giúp giùm. Thì cái bữa đó người ta có làm cái bong bóng
mà hình trái tim mà thứ người ta hay decorate cho mấy cái lễ đó, ta treo vòng vòng vậy nè. Thì buổi chiều hôm đó thầy bước vô chỗ đó, thầy mới nói tôi không biết là quý vị khuất mặt có ở đây không. Nếu mà quý vị có thì quý vị hãy cho tôi biết một cái hiện tượng gì đó thì để tôi biết là quý vị có ở đây. Thì thầy vừa nói dứt thì bong bóng ở trong cái phòng nó nổ. Cái chùa Trúc Lâm của Pháp Hòa ở đó không phải là cái hiện đang ở, cái trước đó là một cái nhà thờ. Thì mình mua cái nhà thờ khoảng 100 năm mình làm chùa. Thì cái đêm vừa lấy cái nhà thờ đó, thầy mới về thầy ngủ ở trong đó để coi coi động tĩnh ban đêm như thế nào. Thì cái bữa đó thầy mới vừa vô cái đêm đầu thì thầy nghe ở dưới lầu có cái tiếng đi rầm rầm như thế. Thì thầy tưởng Pháp Hòa tới để mang thức, mang cái gì cho thầy. Thầy mới với thầy hỏi Pháp Hòa hả? Thì không nghe trả lời mà cứ nghe cái tiếng giày đi dưới lầu. Thầy mới ngồi dậy, thầy bật đèn lên hết. Thầy mới mò cái đường, thầy mới mở cửa, thầy đi xuống cái lầu đó. Thì khi đi xuống tới đó là vừa còn khoảng chừng 3 nấc thang nữa, thầy sẽ chạm cái mặt đất của cái basement á. Thầy làm một cái cục, tất cả đèn trong nhà thờ nó tắt hết. Thầy mới nói ủa, sao mà đèn kỳ cục vậy? Thầy mới mò đường thầy lên trở lại, thầy mới mở hết công tắc trở lại, đèn sáng trở lại hết. Thì trong khi mở vậy lại nghe tiếp tục ở dưới rầm rầm. Thì thầy mới đi xuống lần thứ hai, thì cũng y vậy, còn 3 nấc thang nữa thì làm cái cục tất cả đèn tắt hết. Thầy biết rồi. Thầy nói thôi thôi được rồi, tôi biết rồi, tôi biết quý vị có ở đây. Bây giờ tôi báo cho quý vị biết là chúng tôi đã sang nhượng chỗ này để làm chùa. Ngày mai chúng tôi sẽ cúng tế cho quý vị được no đủ. Còn nếu tối nay ai cần gì hãy về cho tôi biết. Thì thầy mới ngủ ở nhà thờ đó để chờ coi có ai có những cái gì để cho mình biết, mình giúp cho họ. Thì ở đây qua cái câu hỏi này, cô chỉ muốn thưa như thế này. Tại vì mình với người mất có thể là chồng, vợ, mẹ, con, thì có những cái điều gì đó mà mình với người đó có những cái tương thông, mình mới cảm nhận được cái điều đó, chứ người khác không thể trả lời được. Pháp Hòa có một cái chú ở bên chỗ Pháp Hòa ở đó, chú bị tai nạn xe, chú mất. Thì quý vị biết là chú để cái đồng hồ ở trong cái tủ đó đó, đâu có ai biết đâu. Chú mới về chú nói với người nhà, người vợ là tôi để cái đồng hồ ở đó, bà lấy cái đồng hồ đó bà đưa cho thằng Út nó đeo. Thì sáng ra mở tủ y hệt như cái lời của cái vị đó nói. Chưa hết, cái bữa nọ có cái mộ kế bên người ta chôn, vì chật cho nên cái nghĩa trang nó dời cái mộ bia của ông này qua cái chỗ khác. Thì xong chôn cái đám mới xong nó quên dời mộ bia trở lại. Thì đêm đó cùng một giấc chiêm bao, hai mẹ con thấy cùng giấc chiêm bao. Ông về ông báo là con nói con ngày mai con lên coi coi trên sao mà họ dời cái bia ba đi rồi. Rồi vợ thì nằm chiêm bao nói bà nói với mấy đứa nhỏ coi coi sao nó dời bia tôi đi. Sáng ra người con chạy qua nhà má nói má con có chuyện muốn nói với má. Thì bà già nói má cũng đang kiếm con định có chuyện. Thì hai người kể ra là cùng một giấc chiêm bao. Đó là những chuyện mà biết đó. Cho nên thưa đại chúng là cái này là cái sự tương thông giữa hai người, mà chỉ có mình là đương sự mình cảm nhận được điều đó. Nhưng mà nếu mà mình cảm nhận được điều đó đó, nhớ đừng lưu cái đó, đừng có giữ cái đó, đừng có thích cái đó, mà mình phải tụng kinh, mình phải khai thị cho người mất đó để họ đi. Ví dụ mình nói anh, em biết là anh thương em, thương mấy con, thương gia đình, thôi đừng lưu luyến nữa, hãy phát tâm theo Phật, cầu sanh tịnh độ. Pháp Hòa có người bà con này, ông ở Mỹ á, mất. Ông mất mà nhà sắp sửa có chuyện gì là ông báo trước hết. Thậm chí á, con á định apply qua cái tỉnh khác để làm ăn, vì xin job hoài không được. Nó nộp đơn qua Texas, gia đình ở Cali nộp đơn qua Texas. Ông về ông báo liền, không có được đi nghe không, ở đây đi, làm lương 80 ngàn dạy gì đi.
Quý vị biết mấy ngày sau người con nhận được một cái hãng công ty đó nhận vô làm đúng cái tiền lương ông nói luôn, không cần qua Texas. Nghĩa là tại vì họ apply hoài không được cái job, rồi họ khởi cái ý là muốn đi qua Texas làm ăn. Ông về ông báo nói khỏi đi, ở đây đi, có chỗ mướn là làm tiền lương cao, tại sao phải đi. Thì đúng y như lời ông nói. Thì gia đình mới nói là xưa nay rồi, rải rác chuyện gì trong nhà là ông cứ về ông báo trước hết. Pháp Hòa mới nói không nên giữ cái chuyện đó. Thí dụ như ngày mai trúng số, ông nó nhớ mua đó 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 nha, là mình được mớ tiền rồi. Rồi là ông nói đừng đi ngã đó, nghe ngã đó. Thật sự ra mình khoái cái chuyện đó lắm, để mình tránh như đó, nhưng mà không nên làm điều đó. Tại vì mình như vậy là mình cứ để cho họ cứ dính mắc lẫn quẩn. Cuối cùng Pháp Hòa qua, Pháp Hòa qua, Pháp Hòa làm kêu gia đình làm cơm cúng, rồi Pháp Hòa tới tụng kinh và nói. Mình giống như mình ngồi mình tâm sự, mình trong nhà Phật thì mình kêu là khai thị đó. Cuối cùng là quý vị biết là hết thầy. Cho nên thần thức của người mất họ cũng rơi vào một cái loại nghiệp, đó là nghiệp ái luyến. Và cái cảnh giới ái luyến của họ là gì? Là cứ lẩn quẩn. Họ cũng là một dạng tái sinh, nhưng mà tái sinh vào cái loài lẩn quẩn đó. Do nghiệp gì? Do cái nghiệp dính mắc ái luyến trong gia đình. Dù cho họ có báo tin mình những điều rất chính xác, họ giúp đỡ mình rất nhiều trong cuộc sống, nhưng không nên vì như vậy mà chúng ta giữ họ lại. Vì họ rất là khổ, họ cần cái sự trợ duyên của mình đó. Phải khai thị. Ví dụ như con mình cứ tháng về đem cho mình 5,000, mà mình biết chắc chắn là nó đi buôn xì ke ma túy, nó mới có cái tiền, nó làm ăn bất hợp pháp. Không nên vì cái tiền đó cứ tháng nào cũng đều đặn 5,000, mình có thể xài rất thoải mái, nhưng mình biết thế nào rồi có ngày nó cũng phải trả với một giá. Có thể do người ta thanh toán nó khi trên con công việc làm ăn buôn bán đó, hay có thể nó nghiện ngập, nó chết vì cái đó, mình đâu biết được. Thì cái tiền đó cũng không nên có. Thì trường hợp này cũng vậy. Cho nên mình biết một người thân của mình đi làm ăn, tiền đem về không chính đáng, chúng ta không nên sử dụng. Và thậm chí còn phải có lời khuyên để cho người đó tỉnh thức. Con không nhớ rõ nguyên câu trong kinh, nước con không có nữ, nếu không nguyện không thành chánh giác. Cái câu hỏi này thì hỏi không có rõ, nhưng mà Pháp Hòa hiểu được cái ý là giống như là trong một cái bài kinh nào đó có một vị nào đó phát nguyện là nước tôi không có người nữ. Có lẽ là trong 48 nguyện Phật Di Đà. Nhưng mà nếu mà có đó thì cái câu này nó không chuẩn. Bởi vì trong cái nguyện Đức Phật A Di Đà có một cái nguyện là nếu tôi thành Phật, người nữ ở trong nước của tôi nghe danh hiệu của tôi mà phát tâm Bồ Đề, nhàm chán thân nữ, để nhàm chán thân nữ mà sau khi họ quá và họ mất đi, họ vẫn tiếp tục thọ thân nữ, thì tôi không thành chánh giác. Cái lời nguyện đó là của Phật Di Đà. Tại sao Ngài nói như vậy? Bởi vì chính mình phát nguyện mình không muốn trở lại thân nữ. Thì bây giờ cái nhân mà muốn tu để đừng trở thành thân nữ là phải tu gì? Cái tâm của mình phải rộng mở, phải vị tha, phải đừng có chấp trước, đừng có ích kỷ. Những cái tật gì mà của người nữ, cái nghiệp lực gì mà người nữ mà cứ lẩn quẩn sống với nó hoài đó, mình phải bỏ được cái nghiệp đó, mình mới chuyển nữ thành nam. Còn nếu như trường hợp á, quý vị đọc trong kinh nói là nước của tôi không có người nữ, cũng đừng hiểu lầm là Phật này kỳ thị nha. Không có cái ý đó. Nhưng mà cái kinh điển mà nói câu đó là có cái ý sâu hơn. Bởi vì hễ có nữ tức là có gì? Có nam. Và hơn nữa có nữ tức là có sự ái luyến. Có ái luyến là có luân hồi, có khổ đau. Mà trong cái phương diện hình thức tu, người nam tu dễ hơn nữ. Tại bây giờ mình nói ví dụ một cái hình ảnh rất thật thôi. Người nam
cái thân thể của mình, người nam đi tới đâu nó cũng thuận tiện hơn người nữ. Nếu mà mình đến một cái chỗ nào thiếu nước, bẩn thỉu, người nữ cực khổ hơn người nam rất là nhiều. Và chẳng những như vậy mà người nữ còn phải mắc những cái khó khăn là phải sinh nở. Trong kinh Phật nói người nữ có 5 điều phải làm. Phải làm đó là làm vợ, làm mẹ, là một người mang thai cực khổ, rồi dơ mình, vân vân. Cho nên đó là mình nói cái mà người nữ phải gánh chịu. Cho nên khi mà mình ở một cái, đó là mình nói về cái gánh chịu ở thể xác, chưa nói tâm thức. Quý vị cứ kiểm lại mình đời sống hàng ngày mình giao tiếp với nhau đó. Mình làm việc với người nam dễ hơn hay mình làm việc với người nữ dễ hơn? Đó, Pháp Hòa chỉ nói đơn giản vậy thôi. Rồi quý vị mình tự mình về mình kiểm lại cái đời sống của mình. Ví dụ người nam mà ta giận nhau gì ta nói xong là ta xong rồi đó. Không có lặp đi lặp lại, không có nhớ dai, không có gì. Mà nếu người nam mà có cái tánh đó đó là phải biết rồi nha. Không có để ý những chuyện nhỏ nhặt, không có để ý từng câu, từng chữ, từng cái gút mắt. Nhiều khi người ta trong cuộc sống nó rất là đơn giản và vô tình, nhưng mình thích để ý mấy câu đó. Rồi tự mình ôm ấp, mình đau khổ, mình tự mình trách móc người đó. Mà thiệt sự ra người đó sống bình thường, và chỉ có mình không thường cho nên mình mới thấy. Cho nên trong kinh mà nói câu đó không có nghĩa là kỳ thị, mà chỉ ý muốn nói là mình hãy chuyển cái nghiệp lực của mình. Chứ Phật không có kỳ thị. Thường thường Pháp Hòa cũng hay nói kinh điển Đại Thừa là mình đọc là mình phải lấy cái ý ẩn ở bên trong, chứ không phải là những cái những cái chuyện này. Ví dụ như trong này: xin Thầy phân biệt cho chúng con giữa chữ nghi trong nhà Phật, điều cản trở sự tu tập của Phật tử. Hai là tinh thần trí tuệ không mù quáng tin tưởng điều gì không thật, sự hiểu và cảm nhận nói theo lẽ thường cũng là nghi. Ý câu hỏi này là phân tích hai cách nghi. Một cái nghi của một người tu học và một cái nghi của người cố chấp. Ví dụ như mình đọc như hồi nãy, sở dĩ quý vị đặt câu hỏi là tại vì quý vị không hiểu. Không hiểu thì mình hỏi là để mình giải nghi. Mà một khi mình được giải đáp rồi là mình giải cái nghi đó, thì bắt đầu từ đó mình tiến bộ, mình tu. Thì người ta thường nói là đa nghi đa ngộ. Thì cái chữ nghi này không phải là cái hình thức nghi ngờ, ích kỷ, nhỏ nhoi kiểu thế gian. Mà cái nghi này là vì không hiểu. Cái chữ nghi trường hợp này là không hiểu muốn giải thoát. Nhưng mà cái điều căn bản là con người chúng ta sống mà nghi ngờ, nghi kỵ lẫn nhau, nghi ngờ lẫn nhau, thì cái nghi này nó làm mình khổ. Còn cái nghi mà để mình giải tỏa một vấn đề mình muốn học hiểu, thì khi mình giải được rồi thì mình hết nghi. Và mình tin vào cái điều đó để mình tiến bộ, mình tu, thì điều đó không có gì sai. Hai cái tâm trạng nghi nó khác. Có nhiều người người ta nghi một cái điều gì đó, ta nói mà giải thích cỡ nào là giải thích, nhưng mà nghi thì vẫn nghi. Thì cái nghi này có giải cỡ nào đi nữa cũng trở về vô dụng, tại vì mình không có giải tỏa được. Mà nghi này là do cố chấp, do phiền não mà nghi, chứ không phải từ cái tâm tư muốn học hỏi một cái điều gì đó trong cuộc đời mà hỏi để mà giải nghi. Hai cái một cung một chữ nghi mà hai cái đạo lý cách hỏi nó khác. Cũng giống như có người đặt câu hỏi nè, có hai dạng đặt câu hỏi: đặt để chất vấn, để thách đố hơn thua, hay là đặt gì thật sự không hiểu mà hỏi. Hai cách đó nó khác. Và cái người mà người ta tin tưởng, ta đọc câu hỏi là ta hiểu. Ta hiểu anh này muốn chất vấn, thì những người mà chất vấn vậy không trả lời. Không phải là mình sợ sệt, nhưng không mất thời gian, tại anh không có tâm muốn hiểu. Anh chỉ muốn thách đố sự hơn thua cao thấp. Cho nên có một học trò tới hỏi một người thầy: thầy ơi, con có điều muốn hỏi. Ông thầy nói được, con cứ ngồi đây, mời uống nước tính sao. Ông thầy lấy cái ly ra rót nước,
rót đến khi ly nước đầy ổng vẫn rót, đến khi nó tràn ra thì người đệ tử nó mới nói: ô thưa thầy, nước tràn rồi mà sao thầy vẫn rót? Thì ông thầy nói: con bây giờ cũng giống như ly nước này, tri thức nó quá đầy, thầy có nói nhiêu nó cũng thừa, nó tràn ra hết rồi. Con hãy đổ hết ra đi như ly nước trong trống thì mới rót vô được. Cho nên cái đó là lời khai thị. Có những ai mà, cho nên nhà Phật không dùng chữ không hí luận, không hí luận hơn thua. Mình đâu phải là một cái đạo giáo để mà đi hơn thua, cao thấp, tranh chấp, tín đồ, ai hơn, không cần, không cần làm chuyện đó. Phật giáo là gì? Là phương pháp hướng dẫn mình sống. Ai cần phương pháp đến học để sống. Đức Phật chưa bao giờ có ý đi thuyết pháp để thu gom tín đồ. Mục đích cuối cùng tối hậu của Đức Phật là thuyết pháp để mọi người thấm hiểu cuộc đời, chuyển hóa khổ đau, lo tu tập, không cần tín đồ. Tại vì nếu tín đồ cho đông mà tín đồ không hiểu gì hết thì đâu có được. Mà cái đó không phải chủ đích của đạo Phật. Ví dụ Pháp Hòa quy y cho đại chúng, Pháp Hòa không hề có cái tâm ý là muốn đại chúng là đệ tử của tôi. Chưa bao giờ Pháp Hòa dám nghĩ điều đó. Ai phát tâm quy y là Pháp Hòa mừng dữ lắm, vì quý vị đó đang phát tâm muốn hướng thượng, hướng thiện. Đủ duyên mình tạo duyên cho các vị được hướng về Tam Bảo. Bây giờ nói thôi, lần sau đi, sợ mất duyên. Và quý vị luôn, Pháp Hòa luôn nhắc vậy đó. Quý vị quy y, Pháp Hòa chỉ là người hướng dẫn cho quý vị tu tập, là người thầy hướng dẫn đầu tiên đó. Nhưng chư tăng trong mười phương này, vị nào có tu tập là thầy của mình. Không bao giờ Pháp Hòa dám nghĩ. Cho nên quý vị thấy không có xin địa chỉ số phone để rồi mai mốt liên lạc làm đệ tử riêng, đệ tử tư, không khó. Không dám. Chứ vậy thật sự bây giờ nếu Pháp Hòa mà gom địa chỉ của đệ tử mà quy hết á, cả trăm ngàn cũng có, cả trăm ngàn người, nhưng mà không. Chỉ trừ trường hợp nào người nào cần liên lạc để có sự giúp đỡ trong vấn đề Phật Pháp gì đó. Ví dụ ai cần có nhu yếu. Chứ còn bản thân Pháp Hòa không cầm cuốn sổ, đệ tử cho địa chỉ, mai mốt thầy gửi thơ. Không biết mai mốt già có sanh tật không thì không biết ha. Mà giờ thì không dám. Thí dụ như người ta đem cái khoa học, người ta muốn chứng minh Phật học, điều đó không đúng. Phật giáo đâu là gì mà phải đem khoa học chứng minh. Nếu muốn nói ngược lại, Phật học chứng minh khoa học. Ví dụ như Đức Phật nói rằng ngoài hành tinh con người, mình còn vô số những hành tinh khác xung quanh. Tới bây giờ khoa học vẫn chưa kiểm chứng hết mà. Mà Đức Phật nói tất cả mọi việc trên thế gian này không có một cái gì tự mình nó có thể có mặt. Tất cả đều phải nhờ nhiều yếu tố nhân duyên kết hợp để nó có mặt. Bây giờ khoa học mới chứng minh là một cái không thể có, mà nó có nhiều cái nguyên nhân khác. Ví dụ mình nhìn cái hoa nè. Nước là một nhân, nắng là một nhân, hạt là một nhân, đất là một nhân, người trồng là một nhân. Tất cả những cái nhân đó kết lại để có được cái hoa này. Vậy thì cái hoa mà có đây không một mình tự nó có được, mà nó nhiều cái duyên khác kết hợp để nó có mặt. Thì chúng ta cũng vậy thôi. Nội ba ngày nay nè, nếu không có những nhiều bàn tay, những đóng góp tích cực, làm sao mình có được ba ngày nay một cách đơn giản như vậy? Thành thử không có ai có quyền đó. Mình tôi làm hết á, không ai dám nói điều đó hết á. Một người không làm được gì hết. Đức Phật nói điều đó là duyên, là nhân, là duyên. Ngày nay khoa học mới nói là một cái không thể có. Mà ngay Đức Phật nhìn ly nước, Phật nói trong ly nước có vi trùng. Bây giờ khoa học mới chứng minh là trong nước có bacteria. Mình thấy nước sạch, cái kính hiển vi thì thấy trong này có vi trùng. Đức Phật nói trong hư không này, hư không này rất nhiều những cái đang nằm ở trong hư không này. Bây giờ người ta mới trong này nó có làn sóng, nó có đủ thứ hết. Mà quý vị có thấy được không? Không thấy. Đó là một điều. Điều thứ hai, có những cái mình không thấy
không có nghĩa là không có. Đây nè, cái gì sau lưng mình là không thấy rồi, cách một vách tường là không thấy rồi, thì làm sao mình có những cái mình không thấy thì không nghĩa là nó không có. Ngày xưa mình ở Việt Nam mà nghe tới nước Mỹ, nước Úc là trời ơi, ở đâu nghe nói cái cõi đó đó, người ta ăn xong ta dục ly dục dĩa hết à, có không? Không bao giờ tưởng được. Hồi nhỏ mà ở trong nhà đang ăn cơm vậy đó, mà nghe chiếc máy bay nó bay ngang á, bay ơi ra coi máy bay, không biết có ai có cái kiểu như nít ở Việt Nam chạy ra, trời ơi chừng nào mình mới được lên đó ha, không biết máy bay nó ra làm sao, nó bự không á, bây giờ đi phát ngán luôn. Cho nên á, mình đừng có mất thời gian để gọi là tranh chấp với cái chuyện đó. Người ta muốn đem mà khoa học, thật sự ra có những cái giải thích không cùng tận đâu. Đó, bây giờ mình nói nè, cái phong này nó mới bắt đầu á, không đúng. Đây, ai tô màu nó đâu mà nó ra tím đẹp như vậy, bất khả tư nghị, nói không được. Lấy men, lấy nếp trộn lại, nhúng nước muối vò viên, để vô ly. 3 ngày sau, không ai dở ra thêm một giọt nước, không ai dở ra thêm một miếng đường, mà tại sao 3 ngày sau nó có nước ngọt mà có chất men rượu? Đủ nhân, đủ duyên là nó có mặt. Nếu như mình đủ nếp, đủ men, đủ muối, không đủ ẩm, nó cũng không ra cơm rượu. Và ngược lại, trong khi làm, xin lỗi, một cô nữ mà đang dơ mình lại nhúng vô nó coi, 3 ngày sau đem ra cơm rượu đỏ lét hết, bỏ hết không ăn được. Nói sao được chỗ đó? Làm sao nói được chỗ đó? Quý vị thấy không? Cho nên thầy cho con hỏi vị trí tốt nhất để đặt bàn thờ Phật tại nhà là ở đâu ạ? Có nhất thiết phải đặt bàn thờ Phật ở trong phòng cửa trước cửa nhà hay không? Đặt bàn thờ trong phòng cuối cùng của căn nhà nhưng rất yên tĩnh và không gần nhà vệ sinh. Tốt nhất là đặt Phật ở đây. Thưa đại chúng, an vị Phật và đặt bàn Phật là một hình thức. Cái quan trọng là mình đặt bàn Phật trong nhà, mà trong này cũng có một bàn thờ Phật nữa. Cái bàn thờ Phật trong này bất biến à, mà rất di động, rất linh động, đi đâu cũng mang theo được. Trên nguyên tắc hình thức thờ Phật để bày tỏ sự nhớ ơn, kính ngưỡng, chúng ta tìm một nơi nào khả dĩ nhất trong nhà cứ thờ, không nhất thiết ở trước cửa. Nếu trước cửa không trang nghiêm mà phía sau một căn phòng yên tĩnh, không có gì trở ngại, cứ thờ Phật không sao hết. Mình thờ mà Phật không có hiện về nói gì hết là ổng ok rồi đó. Đừng có nghe mấy ông mấy bà nào nữa đó. Mấy ông mấy bà cứ nghĩ theo cái kiểu của mình rồi bắt dời kiểu này kiểu kia đó. Trước hết con xin tạ ơn thầy đã trợ duyên con tu, không lời nào cảm ơn cho đủ. Con nghe pháp thầy 3 hoặc 5 tiếng mỗi ngày không chán. Thiền 1 tới 3 tiếng con đã thay đổi tốt hơn, ăn chay trường và ham tu, cho dù con đi làm full time. Con nghĩ thầy rất vui khi đệ tử thích nghe nhiều thuyết pháp. Con không tụng kinh, ok không thầy? Tại bữa nay nói thầy mới biết. Mỗi bữa cúp cua cũng không biết. Trước khi Phật Thích Ca thành đạo ngồi thiền 49 ngày, con xin biết rõ 49 ngày đó ăn ngủ thiền như thế nào. Trời ơi, không nói sớm để em đi theo rình. Thưa đại chúng, tại vì đời sống hàng ngày của mình đó, mình có ăn, có thu mới có trả.
còn mình không thu không có trả. Có uống thì nó phải đi giải, có ăn thì nó phải đi đại. Trong khi mà mình tu, nếu mà mình thật sự mình quyết chí mình ngồi thiền á, không cần ăn nhưng mà vẫn đủ năng lực để thiền quán. Tại sao? Tại vì lúc đó tâm tư của mình chỉ trú vô cái thiền định mà quên chuyện ăn uống. Pháp Hòa ví dụ ha, hôm nào quý vị có chuyện lo coi ăn không? Có biết đói không? Tại sao? Vì tâm tư mình đã chú vô cái chuyện lo đó rồi, không đói. Đó. Hôm nào mình vui, mình có chuyện vui coi, biết đói không? Không đói. Và thậm chí sáng sớm cho tới chiều tối cũng không thấy đi mắt đi gì hết trơn. Mà bình thường ngồi không vậy sao đói liền liền, nó khát liền liền, nó cứ khó chịu. Tại sao? Tại vì lúc đó cái tâm mình nó bị chú vô đó. Thậm chí mình đang ăn vậy đó mà đang ngồi bình thường vậy không sao, mà thấy người khác ăn phát thèm. Đó, tại sao? Thì vì mình không còn cái tâm mình chú một cái nữa. Hôm nào mà mình có cái chuyện mình cái tâm mình đưa hết vô chuyện lo coi, không biết đói. Mà thậm chí 3-4 ngày không ăn, 3-4 ngày không ngủ mà mình vẫn phải lướt qua. Đó. Em qua đây có 3 ngày mà có người mất ngủ mấy bữa. Mất ăn mấy ngày. Tại lo. Thì bây giờ Pháp Hòa ví dụ như vậy để quý vị sẽ thấy một điều rằng nếu tâm mình nó chú tâm vào cái sự thiền định, chuyện đói khát không là vấn đề nữa. Mà đã không đói không khát là không cần phải đem vô, mà không có đem vô là không có nhu cầu phải đem ra. Cho nên sự thiền quán, cái đó gọi là gì? Thiền diệt vi thực. Ngồi thiền mà như mình ăn vậy đó, đầy đủ sung mãn vui vẻ. Quý vị biết có những ngày á, Pháp Hòa đi giảng 3-4 thời một ngày không có ăn, mà Pháp Hòa đủ năng lượng, Pháp Hòa làm việc suốt ngày, nói rỉ rả suốt ngày, một ngày mấy thời mà tại sao vẫn khỏe? Là tại cái tâm, cái niềm hỷ lạc của mình trong khi nói pháp. Cái niềm hỷ lạc của mình khi mình làm được một chút Phật sự thì buồn khổ nó không có tác động gì mình được. Cho nên cái tâm, cái chuyện đói bụng nó không có. Mình ngồi không là cái 11 giờ cha đói bụng ha, trang hồi cái 5 giờ cha đói bụng ha. Vì mình rảnh đó, cái là mình cứ quán đó, mình cứ nhìn cái đồng hồ rồi mình đi theo cái chu kỳ ăn uống là tự nhiên đói nó khác à. Còn khi mình đã quyết chí tu tập, Pháp Hòa trì kinh thường là không ăn. Nếu mà mình trì nguyên ngày, ví dụ tụng một bộ Pháp Hòa từ sáng tới chiều, Pháp Hòa thường ít có muốn ăn, uống nước thôi. Mà càng tụng về sau, lúc sáng tụng còn mệt mệt chứ, tụng càng về tối sức khỏe mình càng sung mãn. Tại sao vậy? Tại vì cái tâm mình trụ vô lời kinh đó, pháp lạc nó nuôi mình, tự nhiên tất cả mệt đói nó không có. Quý vị nào mà nhịn ăn đó, để mà clean cái body, cái thân mình đó, 5 ngày đầu rã rượi lắm, đói khó chịu lắm. Nhưng mà tưởng đâu là do đói mà mình mệt, không. Do độc trong người nó đào thải ra mà mình mệt đó. 5 ngày đầu rã rượi người, mệt mỏi, tưởng đâu là mình nhịn ăn đói bụng, không phải đâu. Quý vị nhịn ăn và độc nó đang đào thải, nó đang bài tiết ra những lỗ chân lông, nó làm cho mình mệt đó. Là mình biết là trong cơ thể mình độc nhiều lắm đó. Uống nước tới ngày thứ 6, ngày thứ 7, ngày thứ 8. Tự nhiên một cái ngày nọ mình đi vô trong nhà vệ sinh, nó sổ ào ào ra mà đen kịt, hôi chưa từng có. Là mình biết là nước đó, đó ở trong người mình nó đã rã được những cái chất dơ trong người mình nhiều ngày rồi đó, nhiều chục năm rồi đó. Nào là ruột kho dưa cải, rồi cái gì đó vô trong này nè, mấy chục năm trời, tưởng đâu sạch đó. Cho nên là ngoài cái lớp da mỏng dánh này nè, bên trong đó là một hỗn tạp dơ thối vô cùng. Như quán vậy đó, những người mà người ta tham dục, người ta quán bất tịnh để người ta trừ khử cái đó,
Còn ở đây Pháp Hòa chỉ muốn thưa là tại đức, tại quý vị muốn ồ đức trong lúc đó đức Phật đi làm sao, tiêu tiểu ăn uống làm sao, thật sự ở trong thiền định rồi là không cần mấy cái đó đâu. Bằng chứng là Pháp Hòa ví dụ hôm nào quý vị lo thử một ngày đâu, quý vị không biết đói, buồn khổ một tuần lễ không có biết đói bụng, mà nếu có nhấp nhấp một chút vậy thôi, không có biết ngon không gì nữa hết. Tại sao? Tại tâm mình đã chú hết vào cái chuyện lo đó. Thì ngược lại, nếu tâm mình đã chú vào cái sự an vui tĩnh lặng thì sự ăn uống ngày thường không quan trọng đối với mình. Hôm nào mình vui coi, chan miếng cơm nước tương ớt ăn cũng ngon. Mà hôm nào mà mình buồn khổ coi, yến bưng tới nhấp một chút rồi ngã. Ba mẹ con muốn con lấy người cùng đạo Phật. Con cũng biết là lấy người khác đạo sẽ có nhiều trắc trở trong tương lai về cách sống và cách dạy con. Nếu con lấy người khác đạo, thầy có những lời khuyên gì cho con không? Con đang làm khó thầy. Thưa đại chúng, là cái này á, nó tùy theo cái cảm nhận của mình. Nếu thầy nói rằng á, hay ai đó khuyên mình đừng, thì mình sẽ nói là tâm chưa cởi mở, còn kỳ thị. Nhưng mà nếu mình đã thấy rằng nó có một cái rắc rối trắc trở về sau, khi mình chưa có đi vào cái rắc rối mà mình đã thấy được cái rắc rối của nó, thì tại sao mình phải rắc rối? Ví dụ mình muốn gấp cái cục than trong đống lửa. Trên căn bản mọi người đều phải biết rằng gấp than trong đó thì phải làm gì? Mang bao tay hoặc là lấy đồ gấp. Biết cái đó là lửa mà vẫn đưa tay không vô bốc nó phỏng thì cái chuyện đó mình chịu thôi chứ nói gì. Pháp Hòa chỉ ví dụ vậy thôi, rồi tự kiếm cách lấy. Thầy chỉ nói như thế này nè, Pháp Hòa chỉ nói này, đạo Phật không có ép uổng mình làm gì để mình mất hạnh phúc. Nếu mà mình thấy rằng mình lấy một người chồng khác đạo với mình, mà mình với chồng mình có thể xây dựng hạnh phúc, cảm thông cho nhau vượt ngoài cái ý niệm của hai chữ tôn giáo, mà mình phải thấy rằng tất cả những gì chúng ta đang tin ở Phật, ở Chúa hay bất cứ gì đó, là chúng ta kết tụ lại để tìm được một cái bài học sống cho cả hai, thì điều đó tốt. Còn nếu như mình đến với nhau mà mình bị một cái khổ đau là tin cái này tin cái kia, thì chính cái này nó sẽ làm mình rắc rối vô cùng ở trong tương lai. Vì trước mắt xưa nay có rất nhiều người nói đạo ai nấy giữ, nhưng mà cuối cùng rồi nó không phải đơn giản như cái câu mình thường nói đạo ai nấy giữ. Thôi thì đây là hạnh phúc của chính vị Phật tử này, thì phải suy nghĩ chín chắn mình phải làm gì là một. Cái thứ hai, nếu có thể ngồi lại và có một cái ý niệm chung là học hỏi giữa hai bên để có thể làm giàu cho tâm linh của mình, cho cuộc sống hạnh phúc của mình, thì điều này quá tốt. Còn nếu như mà mình thấy rõ điều đó không thể xảy ra được mà mình vẫn cứ làm, thì sau này có những cái rắc rối gì thì mình phải tự mình chấp nhận lấy, chớ không thể đổ cho ai được. Không phải lỗi Phật, lỗi Chúa, mà lỗi chúng ta. Lỗi của chúng ta là không có thấy được cái ý nghĩa của chữ đạo, và chúng ta bị cái chữ đạo đó nó bao vây, nó làm khổ mình. Chứ còn thật sự nghe hai ngài ở trên không có chuyện đó. Hai cụ ngồi trên, hai cụ uống trà rất bình thường. Chỉ có mình ở dưới này mình rắc rối à, rồi mình đủ chuyện vậy thôi, chứ còn không có sao hết. Thôi bây giờ thưa đại chúng, là chương trình đến đây cũng đã tạm mãn, vì mình không thể giải quyết hết tất cả các câu hỏi tối nay còn rất là nhiều, thì mong đại chúng hoan hỷ. Dạ. Rồi thôi mời cô, Pháp Hòa sẽ canh đồng hồ nha.
Những lời pháp bảo hôm nay rót vào tâm thức những người còn mê, như trang soi sáng đường về, như chuông thức tỉnh cơn mê sáng mừng. Chúng con hoan hỷ vui mừng, được Thầy giáo hóa mọi người an vui. Kính chúc Thầy sức khỏe cũng an vui, cứu người hết thở linh hồn thoát ra. Mong Thầy chớ ngại đường xa, mỗi năm về Úc vị tha độ đời. Chúng con tha thiết mong chờ, như trong sữa mẹ như gặp trời phụ thân. Chúng con Phật tử xa gần, dân nhìn mong ước xin Thầy ban ân. Xin nhận. Con xin thay mặt tất cả Phật tử Tây Úc kính dâng lên lòng thành tha thiết. Đọc xong rồi con ngủ ngon. Cảm ơn Thầy. A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, trước khi chúng ta hồi hướng thì một số quý vị đã phát nguyện quy y Tam Bảo tối nay đó, thì chúng ta sẽ ngay bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái điều đó. Thì trước hết Hòa xin giải thích đơn giản, quy y nói cho đủ là quy y Tam Bảo. Quy là quay về, y là nương tựa. Quy y nghĩa là quay về nương tựa. Xưa nay mình nương tựa người thân gia đình, người Phật tử ở mặt tâm linh, chúng ta nương tựa Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Phật là người thầy dẫn dắt cho ta, Pháp là lời dạy của Phật, là con đường, là phương pháp. Tăng là đoàn thể của những người sống theo lời Phật. Gia đình của mình cũng là một đoàn thể. Như vậy quy y để làm gì? Quy y để xác định hôm nay mình đã chính thức phát tâm lập nguyện sống cuộc đời lành mạnh, đạo đức theo lời Phật, để thể hiện tình thương, lòng từ bi của mình đối với bản thân, gia đình, xã hội, xây dựng nền tảng hạnh phúc bằng pháp tam quy này. Đạo đức nhà Phật chỉ gồm có 3 câu gọn gàng: đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Để thể hiện không làm ác, Đức Phật dạy chúng ta có 5 điều. 1. Đừng giết người hại vật. Không giết người là không làm ác, phóng sanh cứu giúp là làm lành. Một khi ác không làm mà lành vẫn làm thì có phải tâm an tịnh không? Vậy thì một giới mà chúng ta có thể thực hiện được 3 điều đó. Thể hiện từ bi không thể chỉ ở nói, mà thể hiện bằng cách là chúng ta giữ cái điều thứ nhất là hiểu được khổ đau của sát hại, cho nên phát nguyện không giết người hại vật. Điều thứ hai, thấy rõ được sự bất công, khổ đau của những người mất mát, cho nên chúng ta nguyện không ăn cắp của người khác nếu không phải là của mình. Và bên cạnh đó thể hiện sự làm lành là bố thí. Điều thứ ba, thấu rõ được khổ đau đổ vỡ hạnh phúc của người, của mình, cho nên nguyện khi đã có gia đình không quan hệ tình cảm dục nhiễm với người khác. Thể hiện là tình thương. Điều thứ tư, thấy được khổ đau của lời nói, nếu mình nói mà không có chánh niệm có thể gây tổn thương đến người và ngược lại hại mình. Bởi vì khi người ta hận thù mình qua lời nói, mình cũng chuốc oán gây thù, có thể gặp sự trả thù qua lời nói của mình, vì người khác bị tổn thương bởi lời nói của mình. Hoặc là mình nói những điều không có chánh niệm có thể làm đổ vỡ hạnh phúc, sự hòa hợp. Điều thứ năm, trân trọng tổ tiên cha mẹ ông bà cho mình một thân thể này, chúng ta nguyện không tàn hại thân thể này bằng rượu chè, xì ke, ma túy, không tàn hoại tâm thức mình bằng phim ảnh, sách báo, nó có thể tác hại đến tâm thức của mình. Con người có 2 phần, một là thân, hai là tâm. Thân khỏe là nhờ mình ăn uống tốt, tâm khỏe là nhờ mình tiếp thụ những gì có lợi ích.
Nếu thân tâm mà ăn uống tiêu thụ những gì không lợi ích mà có rất nhiều yếu tố tiêu cực, độc tố, thì thân tâm này cũng sẽ không an lạc. Năm điều này là nền tảng hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Không luận là Phật tử, ai muốn có cuộc đời an lạc thì năm điều này rất thiết thực. Không giết người hại vật. Quý vị thấy xã hội này, nếu mà giữ được cái điều đó, đâu có chiến tranh, đâu có nhân danh tôn giáo để sát phạt ai. Điều thứ hai, không trộm cắp, cho người ta được cái hy vọng cuộc đời còn có tình thương, bằng cách là trang rãi những gì chúng ta có thể đến những người thiếu thốn. Hôm nay đại chúng phát nguyện quy y. Có nhiều vị sẽ quan niệm, tôi đâu cần quy y, tôi sống tốt, tôi ăn hiền ở lành được rồi. Dạ thưa đại chúng, cái gì mình không nguyện không đi tới đâu hết. Vì có nguyện nghĩa là chúng ta đưa mình vào cái tâm ý muốn điều đó, và hứa và phát nguyện sẽ làm. Vì chính cái lời phát nguyện đó sẽ đưa mình đi thật trọn vẹn trên con đường mình muốn. Hai người thương nhau, tại sao phải đám cưới? Đám cưới để xác định anh là chồng, chị là vợ, hãy sống đúng cái đạo lý vợ chồng. Nếu không đám cưới, tâm ý mình còn phóng lung, phóng gì, mông lung, phóng túng. Ôi, tôi đâu có cưới hỏi gì đâu, được thì sống được thôi. Còn nếu mình có cưới hỏi với nhau thành vợ chồng, là thấy được trách nhiệm bổn phận, sẽ xây dựng cái gì đó cho nó vững chắc. Cũng như thế, nếu mình nghĩ rằng tôi sống vậy được rồi, khỏi, thì mình không phát nguyện. Ví dụ như chiều nay quý vị tập hợp về cái Pháp Hòa nói với ban tổ chức, tôi không hứa tôi ra nha, tôi thích thì khỏe ra, mệt nghỉ à, thì ban tổ chức sẽ rất hồi hộp. Pháp Hòa nói bằng mọi cách tôi sẽ ra. Thí dụ vậy, mình có hứa mình mới cố gắng. Người ta hẹn mình mà mình nói tôi không hứa, thấy mặt thì biết à. Không bao giờ mình để điều đó trong tâm. Mình có hứa giờ giấc đàng hoàng thì mình sẽ cố gắng mình thực hiện. Cho nên lễ quy y rất quan trọng đối với một Phật tử. Đây là bước đầu để cho chúng ta đi vào cái sự tu tập. Cũng giống như mình ở nước Úc bao nhiêu năm không cần biết, mà không vô quốc tịch thì không phải là dân Úc. Mà không phải dân Úc thì không thể nào có passport. Mà không có passport là sẽ mất quyền lợi, không được đi bầu, đi bầu cử, không được có tiền già. Không biết ở Úc có giống vậy không? Ở Mỹ mà rớt quốc tịch là cúp tiền già đó. Cho nên bên Mỹ là phải đi học để mà vô quốc tịch, đậu quốc tịch mới được có tiền già. Và căn bản nhất là quyền công dân. Thì nói ví dụ như vậy thôi. Nhưng mà thật sự ra bây giờ Pháp Hòa nói nè, mình không phát nguyện gì hết, nhưng mà thật ra mình cũng không hề giết ai. Thì đây nói giới chứ có giới gì đâu. Mình có bao giờ ăn cắp trộm gì đâu. Chưa. Thì phải không? Thành thử ra, thật sự ra trong năm này nè, mình giữ 1, giữ 2 gọi là tiểu phần cư sĩ, giữ 3 gọi là bán phần cư sĩ, giữ 4 gọi là đa phần cư sĩ, giữ được hết 5 gọi là toàn phần cư sĩ. Thôi mình cứ chọn đi. Không, Phật cho mình trả giá đó. Tiểu phần, bán phần, đa phần hay toàn phần, tùy theo ý của mình. Thì Pháp Hòa giải thích sơ như vậy để đại chúng hiểu được ý nghĩa ba quy ha. Mình lại Phật ba lại là ý nghĩa đó đó. Lý do lại Phật ba lại là vì mình có Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Còn cái nhang mà thắp ba cây là vì chúng ta có giới định tuệ đó. Thôi thì đại chúng hãy cùng chắp tay chúng ta đọc lời phát nguyện. Xin đại chúng chắp tay đọc theo. Con về nương tựa Phật. Con về nương tựa Phật. Người đưa đường chỉ lối. Người đưa đường chỉ lối. Cho con trong cuộc đời. Cho con trong cuộc đời. Con về nương tựa Pháp. Con về nương tựa Pháp. Con đường của tình thương. Con đường của tình thương. Và sự hiểu biết. Con về nương tựa Tăng. Con về nương tựa Tăng. Đoàn thể của những người. Đoàn thể của
những người. Nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Quý vị phát nguyện ba lời quy y này xong, đây là giờ phút tiếp nhận năm giới. Xin đại chúng đáp rằng dạ giữ được sau mỗi giới được hỏi. Đây là giới thứ nhất. Ý thức được khổ đau do sự sát hại gây ra, con xin học hạnh từ bi, nguyện không giết người hại vật, không tán thành mọi sự giết chóc, dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống hàng ngày của con. Đó là giới thứ nhất. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? Giới thứ hai. Ý thức được khổ đau và bất công trong xã hội do trộm cắp gây ra, con xin học hạnh từ bi, nguyện không lấy của người khác, mà con nguyện chia sẻ với mọi người trong khả năng của con, đặc biệt là đối với những ai đang thật sự thiếu thốn. Đó là giới thứ hai. Giới không trộm cắp mà phát tâm giúp người, chia sẻ bố thí. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? Đây là giới thứ ba. Ý thức khổ đau đổ vỡ hạnh phúc gia đình trong xã hội do tà hạnh gây ra, con xin học theo tinh thần trách nhiệm bảo vệ hạnh phúc của con và hạnh phúc của người khác bằng cách không quan hệ tình cảm dục nhiễm với những người không phải là vợ hay chồng của con. Con ý thức được rằng những hành động bất chánh sẽ làm tan vỡ hạnh phúc của con và hạnh phúc của người. Đó là giới thứ ba. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? Đây là giới thứ tư. Ý thức được khổ đau do lời nói thiếu chánh niệm gây ra, con xin học theo hạnh ái ngữ và lắng nghe để dâng tặng niềm vui cho người và làm vơi bớt khổ đau cho người. Biết rằng lời nói có thể mang hạnh phúc, lời nói cũng có thể mang khổ đau, nên con nguyện chỉ nói những lời an vui, hạnh phúc, xây dựng. Con nguyện không loan truyền những tin mà con không biết chắc là có thật, không phê bình và lên án những điều con không biết chắc rõ ràng. Và con ý thức mỗi lời nói của mình phải mang lại hạnh phúc, an vui cho người. Đó là giới thứ tư. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? Đây là giới thứ năm. Ý thức được chánh niệm do ăn uống, tiêu thụ những sản phẩm hàng ngày gây ra, con nguyện thực tập chánh niệm trong việc ăn uống và tiêu thụ những thức ăn hàng ngày. Những thức ăn có chứa độc tố như rượu chè, cờ bạc, xì ke, ma túy, con nguyện không tiếp xúc để bảo hộ được thân thể khỏe mạnh, hoặc là những thức ăn có chứa độc tố. Những phim ảnh, sách báo, trò chuyện, vân vân cũng có thể tác hại đến tâm thức của con. Và khi thân tâm không còn khỏe mạnh, nghĩa là có lỗi với tổ tiên khi đã cho con được thân thể khỏe mạnh này, và cũng có lỗi với người sau vì con không tiếp tục cho những thế hệ khác, thế hệ sau được sự khỏe mạnh, an vui của chính mình. Vì vậy giới thứ năm là với chánh niệm, giới chánh niệm tiêu thụ ăn uống hàng ngày để bảo hộ thân tâm cho thật khỏe mạnh. Đó là giới thứ năm. Quý vị phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? Kính thưa đại chúng, hôm nay đủ duyên lành, quý vị phát nguyện quy y Tam Bảo và thọ trì năm lời, năm cái điều mà chúng ta thực tập trong đời sống hàng ngày. Mong rằng đại chúng có đủ duyên lành tiếp tục phát triển sự tu tập của mình. Và xin đại chúng nhớ rằng Pháp Hòa thường hay nhắc, tu là sự chuyển đổi chính mình. Khi chuyển đổi được mình thì mình thể hiện được chữ tu. Và khi mình đổi được mình, mình sẽ làm hạnh phúc cho chính mình và người thân của mình và xã hội này. Còn hình thức tu như thế nào là tùy theo khả năng hoàn cảnh của mỗi người. Mỗi ngày chúng ta cần phải có 15 phút, 20 phút đọc một miếng kinh, ngồi tĩnh tâm hay niệm Phật tùy theo cái khả năng và cái hoàn cảnh của mình, nhưng không thể thiếu sự tu tập. Nếu không có sự hành trì thì sự tiến bộ không có. Như văn không ôn, võ không luyện thì chúng ta không thể nào giỏi được. Tâm thức mình cũng vậy. Hằng ngày không có tiếp xúc
với cái điều thánh thiện đó, thì tâm thức này không thể thanh lọc được, mà cứ tiếp xúc với bụi bặm trần gian thì nó cứ phải dướng mắt hoài. Một ngày dính bụi suốt ở trong hãng, về phải tắm một chút, tắm cho sạch mới cảm thấy thoải mái thân thể. Cũng như thế, bụi trần mình bấm mỗi ngày, lắm vào người mỗi ngày, một ngày phải có 15 phút để gột rửa cái tâm đó. Thân mỗi ngày phải tắm, tâm mỗi ngày phải gột rửa. Thì cứ như thế mà làm thì nhất định chúng ta sẽ có được sự sạch sẽ, gọn gàng, an vui ngay trong đời này.